Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Long. Hồi thứ 97, Phạm Truy giả chết trốn sang Tần, Tu giả thoát tội bỏ về Mỹ. Phạm Truy tên tự là Thúc, quê ở Đại Lương, có tài bàn trời nói đất, có chí định nước yên dân, muốn làm quan với vua Ngụy, nhưng vì nhà nghèo không có ai tiến dẫn, bèn trước đến xin theo hầu quan Trung Đại Phu là Tu giả, được làm xá nhân. Trước kia vì Tề Mân Vương vô đạo, Nhạc Nghị hợp bốn nước cùng đánh Tề, Ngụy cũng phái quân giúp Yên. Đến khi Điền Đang phá được quân Yên mà khôi phục nước Tề, Tương Vương lên ngôi, vua Ngụy sợ Tề báo thù, bèn cùng tướng quốc là Ngụy Tề bàn kế, sai Tu giả sang Tề thông hiếu. Giả đem Phạm Truy đi theo. Tương Vương hỏi Tu giả rằng, xưa kia Tiên Vương ta cùng Ngụy hợp quân đánh Tống thật là đồng thanh đồng khí, vậy mà khi người Yên tuyệt diệt nước Tề, Ngụy thật có dự vào. Quả nhân nghĩ cái thù của Tiên Vương đang còn nghiến răng đau ruột. Nay Ngụy lại đem lời nói suông đến dụ quả nhân, Ngụy thật là phản phúc vô thường, làm sao quả nhân dám tin. Tu giả không biết đáp thế nào, Phạm Truy đứng bên thay lời mà nói rằng, Đại Vương nói sai rồi, trước kia quả nhân theo Tề đánh Tống là vân mệnh quý quốc đó, vốn hẹn với nhau chia ba nước Tống, thế mà quý quốc bội ước, một mình lấy cả đất đai nước Tống. Không những thế mà lại còn đem quân đánh phá nước chúng tôi, đó là một điều thất tín của nước Tề. Chư hầu sợ Tề kiêu bạo nên phải thân cận với Yên. Trận đánh ở Tế Tây, cả năm nước cùng chung một kẻ thù, có một mình gì nước chúng tôi. Nước chúng tôi không nỡ làm quá, nên không dám theo quân Yên đến Lâm Tri. Đó là Tề ấp có lỗi với nước Tề vậy. Nay Đại Vương anh võ hơn đời, báo thù rửa hổ, rạng mở nền vua, quả nhân cho là cái công nghiệp to tát của Hoàng Quy, tất lại lập nên, có thể che được cái lỗi của Mãn Vương mà để phúc lại đến vô cùng. Cho nên sai hạ thần là giả này đến nối lại tình giao hiếu ngày trước, e rằng cái dấu xe đổ của Mãn Vương lại thấy ở ngày nay vậy. Vua Tề ra ý sợ đứng lên tạ rằng, đó là lỗi của quả nhân. Liền hỏi Tu giả người ấy là ai? Tu giả nói, đó là xá nhân của hạ thần, tên là Phạm Truy. Vua Tề ngoảnh nhìn hồi lâu, rồi sai đưa Tu giả ra ngoài công quán, cung đãi rất hậu, lại sai người ngầm bảo Phạm Truy rằng, quả nhân mến đại tài của tiên sinh, muốn lưu tiên sinh ở Tề dùng làm khách khanh, mong rằng tiên sinh chớ từ chối. Phạm Truy từ rằng, hạ thần với sứ giả cùng đi mà không cùng về là bất tín vô nghĩa, thì còn làm người thế nào được nữa? Vua Tề lại càng yêu trọng, sai người đem cho Phạm Truy 10 cân hoàng kim và trâu rượu. Truy cố từ chối không nhận, sứ giả 2-3 lần tỏ bày cái ý kính mến của vua Tề, nhất định không chịu trở về. Truy bất đắc dĩ phải nhận trâu, rượu, mà cả lại vàng. Sứ giả lấy làm kính phục, rồi ra về. Nào ngờ có người đã đem việc ấy nói với Tu giả. Tu giả đòi Phạm Truy đến hỏi rằng, sứ Tề đến làm gì thế? Phạm Truy nói, vua Tề đem 10 cân vàng và trâu rượu cho tôi không dám nhận. Nài ép mãi tôi chỉ lấy có trâu rượu mà thôi. Tu giả nói, vì có gì mà vua Tề lại cho nhà ngươi? Truy nói, tôi không biết, hoặc giả thấy tôi là người tả hữu của đại phu nên kính đại phu mà đoái đến tôi chăng? Tu giả nói, lễ Phật không đem cho sứ giả mà lại chỉ cho riêng nhà ngươi, tức là nhà ngươi có tư thông gì với Tề. Phạm Truy nói, vua Tề trước có sai sứ mời tôi ở lại làm khách khanh, tôi cự tuyệt, lấy điều tín nghĩa tự thề. Khi nào tôi lại dám tư thông? Tu giả càng đem lòng ngờ. Sứ mệnh đã xong, Tu giả cùng Phạm Truy trở về Ngụy. Giả bèn nói với tướng quốc Ngụy Tề rằng, vua Tề muốn lưu xá nhân của tôi là Phạm Truy làm khách khanh, lại tặng vàng và trâu rượu. Tôi ngờ là Truy có đem việc kính trong nước bảo cho Tề biết, nên mới được vua Tề ban cho hậu như thế. Ngụy Tề cả giận bèn họp tân khách, sai người bắt Phạm Truy để ra hỏi. Truy đến phủ phục ở dưới thềm.
Ngụy Tề thét hỏi rằng, mày đem việc mật mà nói với nước Tề phải không? Phạm nói, khi nào tôi dám thế? Ngụy Tề hỏi, nếu mày không tư thông gì với Tề, sao vua Tề lại muốn lưu mày lại? Truy nói, việc lưu lại quả có, nhưng Truy này không theo. Ngụy Tề nói, vậy thế vàng và trâu rượu, sao mày lại nhận? Truy nói, sứ giả cứ ép mãi sợ phật ý vua Tề, bất đắc dĩ tôi chỉ nhận có trâu rượu, còn 10 cân vàng thực sự tôi không lấy. Ngụy Tề hầm hừ rồi hét to rằng, thằng giặc bán nước lại còn già mồm cãi, dù vua Tề chỉ cho trâu rượu cũng không phải là không có cớ. Bèn gọi ngục tốt trói Phạm Truy lại, bảo đánh đủ 100 roi, bắt phải cung nhận tội thông Tề. Phạm Truy nói, tôi thực không có sự tư thông thì biết cung ứng điều gì? Ngụy Tề càng giận nói rằng, đánh chết thằng này cho ta, chớ để lại cái mầm tai họa. Ngục tốt cứ lệnh truyền đánh lấy đánh để. Truy bị đánh gãi cả răng, máu chảy đầy mặt, đau quá không chịu được, gào khóc kêu oan. Các tân khách thấy tướng quốc đang cơn cả giận, không dám khuyên can. Ngụy Tề sai lính hầu, một mặt dùng chén lớn rót rượu uống, một mặt sai ngục tốt giơ roi đánh mãi từ giờ thìn đến giờ mùi. Phạm Truy bị đánh khắp mình thâm tím, máu thịt dây cả ra đất, xương sườn cũng bị gãi, đánh cắt một tiếng. Truy kêu rú lên, rồi chết ngất đi. Lính hầu bẩm là Phạm Truy chết rồi. Ngụy Tề chạy xuống nhìn xem, thấy Truy gãi răng và xương sườn, khắp mình không còn chỗ nào không có vết roi, nằm thẳng trong vũng máu, không cựa quậy, thì chỉ mặt mà mắng rằng, thằng giặc bán nước chết thật đáng kiếp nhé, đáng để làm gương cho kẻ sau. Rồi sai ngục tốt lấy mê cói cuốn chặt cái thây lại, khiêng để trong chuồng xí, bảo tân khách đại tiện tiểu tiện lên trên, chớ để cho nó được làm con ma trong sạch. Chẳng mấy chốc trời đã tối, Phạm Truy mạng còn chưa tuyệt, đã chết mà lại sống lại. Từ trong mê cói dương mắt nhìn trộm, chỉ thấy một tên lính đứng canh giữ một bên. Phạm Truy thở dài một tiếng. Tên lính nghe thấy vội chạy lại xem. Phạm Truy bảo rằng, tôi bị thương nặng thế này, dẫu có tạm tỉnh cũng không sao sống được. Nếu anh có cách nào khiến cho tôi được chết ở nhà tôi để được khâm liệm, thì nhà tôi có vài lạng vàng, xin biếu cả anh để tạ ơn. Tên lính canh tham lợi bảo rằng, vậy thì nhà ngươi lại cứ làm như chết rồi, ta sẽ vào bẩm. Ngụy Tề và tân khách lúc ấy đều đã sai quá, tên lính vào bẩm rằng, người chết ở chuồng xí đã có mùi hôi thối khó chịu, xin cho khiêng bỏ đi. Tân khách đều nói, Phạm Truy dẫu có tội, tướng quốc xử trị như thế cũng đã đủ rồi. Ngụy Tề nói, quẳng bỏ nó ra ngoài bãi, để cho diều ăn hết thịt nó đi. Đoạn tân khách đều tan về, Ngụy Tề cũng trở vào nhà trong. Tên lính canh chờ đến lúc hoàng hôn người vắng, bèn cõng Phạm Truy về nhà. Vợ con Truy trông thấy xiết bao đau xót. Phạm Truy sai lấy vàng tạ ơn người lính, lại sai bỏ cái mê cói ra giao cho y, bảo đem quăng ra ngoài bãi để che mắt mọi người. Tên lính canh đi rồi, vợ con Truy rửa bỏ máu và thịt nát ra, rịt bọt những vết thương lại, rồi đem cơm rượu cho Truy ăn uống. Phạm Truy bảo vợ rằng, Ngụy Tề căm giận ta lắm, dẫu biết ta chết nhưng còn có lòng ngờ, ta về được là nhân lúc nó sai, ngày mai nó tìm thay ta không thấy, tất đến nhà tìm, như vậy thì ta sẽ không sống được. Ta có người anh em kết nghĩa là Trịnh An Bình, nhà ở ngõ hẹp trong cửa Tây, nàng nên nhân lúc ban đêm đưa ta đến đó, chớ nên tiết lộ, đợi hơn 1 tháng ta khỏi đau rồi, sẽ trốn đi nơi khác. Sau khi đã đem ta đi rồi, trong nhà nên phát tang coi như là ta đã chết thật, để tuyệt cái lòng ngờ của Ngụy Tề. Người vợ theo lời, sai tên đầy tớ đến trước báo cho Trịnh An Bình. Trịnh An Bình đi đến ngay nhà Truy thăm xem, rồi cùng người nhà cõng Truy đem về nhà. Hôm sau, Ngụy Tề quả nhiên còn sợ Phạm Truy sống lại, sai người đến xem chỗ quăng thay. Tên lính canh về báo là cái thay quăng ở bãi vắng, giờ chỉ còn có cái mê cói không, chắc là bị chó tha đi hết rồi. Ngụy Tề lại sai người đến nhà xem,
thấy cả nhà Truy đều để trở, bấy giờ mới yên lòng. Lại nói Phạm Truy ở nhà Trịnh An Bình, trịch thuốc dần dần bình phục. An Bình lại cùng Phạm Truy đến ở giấu trong núi Cụ Thứ. Phạm Truy đổi họ tên là Trường Lộc, người trong núi không ai biết. Quá nửa năm, có quan yết giả nước Tần là Vương Kê, dâng mệnh vua Tần sang sứ nước Ngụy, ở trong công quán. Trịnh An Bình giả làm tên dịch tốt vào hầu Vương Kê, ứng đối nhanh nhẹn. Vương Kê yêu lắm, có hỏi riêng nước Ngụy còn có ai là hiền tài mà chưa ra làm quan không? An Bình nói, người hiền tài thật hiếm có lắm. Trước có Phạm Truy là người có nhiều mưu trí, nhưng bị tướng quốc đánh đến chết. Nghe nói chưa xong, Vương Kê đã than rằng, tiếc thay, con người ấy không đến nước Tần, không được tỏ cái tài lớn ra với đời. An Bình nói, nay trong xóm tôi có Trương Lộc tiên sinh, tài chẳng kém gì Phạm Truy, ngài có muốn được thấy người ấy không? Vương Kê nói, đã có người ấy, sao không mời đến đây họp mặt cùng ta? An Bình nói, người ấy có kẻ thù trong nước, không dám đi ban ngày, nếu không thì người ấy đã làm quan với Ngụy từ lâu rồi, không phải đợi đến ngày nay. Vương Kê nói, đêm đến cũng được, ta xin sẵn lòng chờ đợi. An Bình bèn trở về, bảo Trương Lộc cũng cải trang làm tên dịch tốt, đêm khuya đến công quán ý kiến Vương Kê. Vương Kê hỏi qua về đại thế thiên hạ, Phạm Truy bày tỏ rõ ràng như ở trước mắt. Vương Kê mừng rằng, tôi biết tiên sinh không phải là người thường, tiên sinh có thể cùng tôi qua chơi nước Tần không? Phạm Truy nói, tôi có kẻ thù không thể ở yên trong nước được, nếu ngài có thể đem tôi đi theo, thật là điều tôi rất mong. Vương Kê tính đốt ngón tay, nói rằng, tôi còn 5 ngày nữa thì việc đi sứ xong. Đến kỳ tiên sinh nên đợi tôi ở Gò Tam Đình vào chỗ vắng người, tôi sẽ đưa tiên sinh lên xe cùng đi. Quá 5 ngày, Vương Kê từ biệt Du Ngụy, quần thần đều đi tiễn ra ngoài thành, rồi mới trở về. Vương Kê rủi xe đến Gò Tam Đình, bỗng thấy trong rừng có 2 người chạy ra, tức là Trương Lộc và Trịnh An Bình. Vương Kê mừng quá như bắt được của quý, mời Trương Lộc và An Bình lên xe cùng đi. Dọc đường trò chuyện rất hợp ý nhau, nên thân yêu nhau lắm. Không mấy ngày đã đến địa giới nước Tần. Khi vào đến Hồ Quan, bỗng thấy đằng trước có bụi bay mù, một đoàn xe ngựa từ phía Tây đi đến. Phạm Truy hỏi đó là ai? Vương Kê nhận ra được đội tiền khu, nói đó là Thừa tướng Nhương Hầu, đi kinh lý các quận ấp ở phía Đông. Nguyên Nhân Hầu tên là Ngụy Nhiễm, là em trai Tuyên Thái Hậu, mà Thái Hậu lại là con gái họ Thiên nước Sở và là mẹ Chiêu Tương Vương. Khi Chiêu Tương Vương lên ngôi, vì còn bé nên Thái Hậu ra triều quyết định mọi việc chính, dùng em trai là Ngụy Nhiễm làm thừa tướng, phong làm Nhân Hầu, em thứ là Thiên Nhung cũng phong là Hoa Dương Quân, đều coi việc nước. Đến sau Chiêu Tương Vương đã lớn tuổi, lòng sợ Thái Hậu, liền phong em trai là Công Tử Khôi làm Kinh Dương Quân, Công Tử Thị làm Cao Dương Quân, muốn để chia quyền của họ Thiên. Trong nước gọi là Tứ Quý, nhưng tôn quý nhất là Thừa Tướng. Mỗi năm Thừa Tướng lại thay vua đi khắp quận quốc, điều tra quan lại, xem xét thành trì, điểm duyệt xe ngựa, yên vỗ nhân dân, đó là theo lệ thường. Nên lúc ấy, Vương Kê trông thấy đội tiền khu liền nhận ra ngay được. Phạm Truy nói, tôi nghe Nhân Hầu chuyên quyền ở nước Tần, ghen người hiền, ghét kẻ tài, không muốn dùng thân khách các nước, cho nên tôi sợ bị nhục, vậy xin hãy ẩn vào trong hòm để lánh mặt. Một lát Nhân Hầu đến, Vương Kê xuống xe đón chào. Nhân Hầu cũng xuống xe đáp lễ và yên ủi rằng, ngài thật đã khó nhọc vì việc nước. Rồi cùng đứng ở trước xe nói chuyện. Nhưng hầu hỏi Quan Đông gần đây có việc gì? Vương Kê đáp không có. Nhưng hầu nhìn mắt vào trong xe hỏi rằng, ngài có đem người khách chư hầu nào cùng về đấy chăng? Bọn ấy chỉ lấy miệng lưỡi du thuyết nước người, để cầu giàu sang, đều không có thực dụng đâu. Vương Kê đáp rằng, tôi đâu dám đeo theo bọn ấy về. Khi Nhân Hầu từ biệt đi rồi, Phạm Truy ở trong hòm xe chui ra,
toan xuống xe chạy. Dương Kê nói, thừa tướng đi rồi, tiên sinh có thể yên lòng cùng đi với tôi. Phạm Truy nói, tôi có nhìn trộm mặt Nhương Hầu, thấy mắt trắng giả mà trông không thẳng, con người như vậy là tính hay đa nghi mà hiểu việc chậm. Lúc nãy Nhương Hầu nhìn vào trong xe là đã có ý nghi rồi, nhất thời chưa sụt tìm ngay, nhưng lâu tất lấy làm hối, hối tất sẽ trở lại để tìm, chi bằng tôi tránh trước là hơn. Rồi bảo Trịnh An Bình cùng chạy lên trước, xe của Dương Kê đi sau. Được chừng 10 dặm, sau lưng thấy có tiếng ngựa chạy, nhìn xem thì thấy có 20 tên kỵ binh đương từ phía đông phi ngựa đến, đuổi theo xe Vương Kê, nói vâng mệnh thừa tướng, sợ quan đại phu có mang kẻ du khách nào về theo nên phải trở lại để khám xét. Rồi cùng khám xét khắp xe của Dương Kê, thấy quả không có người ngoại quốc nào mới quay đi. Vương Kê than rằng, Trương tiên sinh quả là người có trí, ta thật không bằng. Liền dục xe đi mau, chừng 5-6 dặm thì gặp Trương Lộc và Trịnh An Bình, mời lên xe cùng đi vào Hàm Dương. Vương Kê vào triều tiến Du Tần, phục mệnh xong liền nói, nước Ngụy có một người tên là Trương Lộc, trí mưu hơn người, thực chất là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Người ấy có nói với Hạ Thần về cái nguy cơ của nước Tần và bảo có thuật làm cho yên được, nhưng tất phải đến đây mà giải bài ở trước mặt đại vương mới được, cho nên Hạ Thần đem theo cùng về. Vua Tần nói, các khách chư hầu thường hay nói quá cao, nhưng mà ngươi đã mang về thì hãy để cho ở trong khách xá. Dương Kê vân mệnh đưa Trương Lộc đến ở khách xá, ròng rã hơn một năm, không thấy Vua Tần cho triệu vào. Một hôm Phạm Truy bỗng ra chơi ngoài chợ, thấy Nhương Hầu đương trưng binh đi đánh. Phạm Truy hỏi riêng rằng, thừa tướng định đi đánh nước nào? Có một ông già nói rằng đó là muốn đánh đất Cương Thọ của Tề. Phạm Truy hỏi quân Tề có phạm vào đất Tần chăng? Ông già nói, không. Phạm Truy nói, Tần cùng Tề đông tây cách xa nhau, khoảng giữa có hàng Ngụy ngăn cách, Tề không phạm Tần. Sao Tần lại vượt xa để đánh Tề? Ông già dẫn Phạm Truy đến chỗ vắng nói rằng, đánh Tề không phải là ý vua Tần, chỉ vì Đào Sơn ở trong phong ấp của thừa tướng, mà Cương Thọ ở gần Đào Sơn, cho nên thừa tướng muốn sai Võ An Quân, đem quân đi đánh lấy, để mở rộng phong ấp của mình đó thôi. Phạm Truy trở về khách xá, thảo một bức thư dâng lên vua Tần, đại ý nói, kể bề tôi gửi trọ, người ngoại quốc đến ở nhờ nước Tần, là Trương Lộc, dám dâng lời tâu này, tội thật đáng giết. Tôi nghe nói rằng minh quân trị nước, người có công thì thưởng, kẻ có tài thì cho làm quan, công to thì lộc hậu, tài cao thì chức trọng, cho nên kẻ bất tài không dám làm chức mà người có tài không đến bị bỏ sót. Tôi nay đợi mệnh ở hạ xá đã hơn một năm. Nếu nhà vua cho tôi là có thể dùng được, xin cho tôi được chút thì giờ để giải bài những điều tôi muốn nói. Nhược bàn nhà vua cho tôi là vô dụng, thì lưu tôi lại làm gì? Quyền nói là ở tôi, quyền nghe là ở nhà vua. Nếu tôi nói mà không đúng, thì bấy giờ sẽ xin chịu tội. Vậy cho nên vì cớ khinh tôi mà khinh cả người tiến cử tôi vậy. Vua Tần đã quên Trương Lộc. Khi thấy bức thư, liền cho đòi đến ly cung. Cung làm riêng ở một nơi, triều kiến. Vua Tần chưa đến, Phạm Truy đến trước. Trông thấy xe ngựa vua Tần đang đi đến, giả ý không biết, cố ý đi vào trong một cái ngõ. Kẻ quản giả đi trước thét đuổi nói, có vua đến. Phạm Truy cố ý nói, Tần chỉ có Thái Hậu và Nhương Hầu, làm gì có vua. Nói rồi đi thẳng, không kể đến lời kẻ hoạn giả. Đang lúc cãi nhau, vua Tần đã đi đến, hỏi kẻ hoạn giả vì cớ gì lại cãi nhau với khách. Kẻ hoạn giả thuật lại lời nói của Phạm Truy. Vua Tần cũng không giận, bèn đón vào nội cung, đãi làm thượng khách. Phạm Truy nhún nhường, vua Tần đuổi bỏ các người tả hữu ra ngoài, quỳ xuống mà nói rằng, tiên sinh có điều gì dạy bảo quả nhân? Phạm Truy nói, dạ, dạ. Một lát, vua Tần lại quỳ xuống mà nói như trước. Phạm Truy lại dạ dạ như thế đến 3 lần. Vua Tần nói,
tiên sinh không dạy bảo quả nhân, có lẽ cho quả nhân là không đủ cùng nói chăng? Phạm Duy nói, không dám thế. Xưa kia Lã Thượng câu ở sông Vị, khi gặp Văn Vương chỉ nói một lời mà Văn Vương tôn là thượng phụ, tin dùng mưu kế, nhờ đó diệt nhà Thương mà có thiên hạ. Còn Cơ Tử, Tỷ Can là thân thích của Vua Trụ, hết lời can ngăn mà Vua Trụ không nghe. Rồi người bị tù, người bị chết, Vua Trụ thì mất nước, vì đó mà nhà Thương diệt vong. Điều đó không có gì lạ, chỉ là tin với không tin mà thôi. Lã Thượng dẫu là người xa mà Văn Vương tin dùng, nên vương nghiệp nhà Chu, mà Lã Thượng cũng được phong hầu, truyền mãi đời đời. Cơ Tử, Tỷ Can dẫu là thân thích mà không được Vua Trụ tin, cho nên thân không khỏi cái chết, cái nhục mà lại không cứu được nước. Nay tôi là kẻ gửi trọ, ở vào địa vị người dân, mà những điều muốn nói thì lại là quốc gia đại kế, hoặc quan hệ đến tình cốt nhục của người ta. Không nói thấm thiết thì không bổ cứu gì cho Tần, mà muốn nói thấm thiết thì cái họa Cơ Tử, Tỷ Can e sẽ theo sau. Cho nên ba lần nhà vua hỏi mà tôi không dám đáp, là vì tôi chưa xét được lòng vua có tin hay không tin. Vua Tần lại quỳ xuống mà nói rằng, tiên sinh nói gì thế? Quả nhân hâm mộ đại tài của tiên sinh, cho nên đuổi bỏ những kẻ tả hữu ra ngoài, để được chuyên nghe lời dạy. Phạm việc đáng nói, thì trên từ Thái Hậu, dưới đến Đại Thần, xin tiên sinh cứ nói hết, không can gì mà phải giấu giếm. Vua Tần sở dĩ nói câu này, là vì lúc đi vào lối ngõ, nghe tên hoạn giả thuật lời Phạm Duy nói, Tần chỉ có Thái Hậu và Nhân Hầu, chứ không nghe có vua. Nên trong lòng nghi hoặc, vì thế mới nóng lòng xin Phạm Duy dạy bảo cho. Mà Phạm Duy thì lại e buổi đầu vào ý kiến vua Tần, nếu vạn nhất có nói câu nào không hợp ý vua Tần, thì sẽ tuyệt đường tiến ngôn về sau. Phương chi tả hữu tất có nhiều kẻ nghe trộm, e họ truyền nói đi, tất sẽ gây vạ cho mình. Nên mới đem sự tình bên ngoài, nói qua một lượt để mở đầu câu chuyện, rồi mới thưa rằng, nay đại vương cho thần được nói hết, đó chính là ý muốn của thần. Nói rồi sụp xuống lại, vua Tần cũng lại đáp lại, đoạn ai ngồi vào chỗ nấy. Phạm Duy nói, đất Tần hiểm trở không nước nào bằng, giáp binh cường tráng cũng không nước nào địch nổi, vậy mà Tần muốn kim tính các nước không xong, nghiệp bá dương không thành được, há chẳng phải là đại thần nước Tần có mưu tính sai lầm điều gì chăng? Vua Tần cung kính hỏi, xin nói cho biết chỗ sai lầm. Phạm Duy nói, tôi nghe Nhương Hầu sắp vượt hàng Ngụy mà đánh Tề, việc ấy sai lầm. Tề cách Tần rất xa, lại có hàng Ngụy ngăn cách, đem ít quân đi thì không có đủ làm hại Tề, đem nhiều quân đi thì làm hại Tần trước. Trước khi Ngụy vượt qua Triệu mà đánh Trung Sơn, lấy được ngay đất ấy, nhưng liền đó lại bị Triệu chiếm mất, là cớ sao? Là vì Trung Sơn gần Triệu mà xa Ngụy vậy. Nay đánh Tề mà không được là cái nhục lớn cho Tần, mà cho dù có đánh được thì cũng chỉ lợi cho hàng Ngụy, chứ Tần có lợi gì. Khi bằng ngày nay, nên kết giao nước xa mà chuyên đánh nước gần. Kết giao nước xa để lìa tình thân của người, chuyên đánh nước gần để rộng đất cõi của ta. Từ gần đến xa, như tầm ăn lá, lấy hết được cả thiên hạ cũng chẳng khó gì. Vua Tần lại hỏi, cách kết giao nước xa chuyên đánh nước gần như thế nào? Phạm Duy nói, kết giao nước xa thì không nước nào bằng Tề Sở, đánh lấy nước gần thì không nước nào bằng Hàn Ngụy. Đã lấy được Hàn Ngụy thì Tề Sở cũng không thể còn được. Vua Tần vỗ tay khen phải, liền bái Phạm Duy làm khách khanh, gọi là Trương Khanh, tinh dùng mưu kế, đông đánh Hàn Ngụy, bãi đạo quân Bạch Khởi đi đánh Tề, Ngụy Nhiễm cùng Bạch Khởi, một tướng văn một tướng võ, cầm quyền đã lâu, thấy Trương Lộc mau được vua yêu, đều có ý không bằng lòng. Nhưng Vua Tần càng tin Phạm Duy, cách đối đãi càng ngày càng hậu, thường thường đêm khuya cho đòi riêng vào để bàn việc. Phạm Duy nói gì cũng noi theo. Phạm Duy biết Vua Tần thật đã tin dùng mình, nhưng lúc chầu riêng, xin đuổi các người tả hữu ra ngoài, rồi nói rằng, tôi đội ơn đại vương quá nghe,
cho được cùng bàn việc. Tôi dù tan xương nát thịt cũng không đủ báo đền. Tuy nhiên tôi có cái kế im nước Tần, còn chưa dám nói hết với Đại Dương. Vua Tần quỳ hỏi rằng, quả nhân đem nước nhờ cậy tiên sinh đã có kế im Tần, sao không nói ngay cho biết, còn đợi đến bao giờ? Phạm Truy nói, trước kia tôi ở Sơn Đông, nghe nói ở Tề chỉ có Mạnh Thường Quân chứ không có vua Tề. Nay ở nước Tần cũng chỉ nghe nói có Thái Hậu, Nhương Hầu, Hoa Dương Quân, Cao Lăng Quân, Kinh Dương Quân, chứ không nghe nói có vua Tần. Đại phàm giữ quyền trị nước ấy là vua, cho nên các quyền sinh sát, giữ đoạt, người khác không được chuyên dùng. Nay Thái Hậu cậy mình là quốc mẫu, chuyên quyền không nể đã 40 năm rồi. Nhưng Hầu một mình làm tướng Tần, Hoa Dương giúp sức, Kinh Dương, Cao Lăng đều có vai cánh, sinh sát tự do, tài sản của Tư Gia gấp 10 nhà nước. Đại Dương chỉ chắp tay mà giữ cái tiếng là vua không, chẳng nguy lắm luôn. Trước kia Thôi Trữ chuyên quyền ở Tề rồi giết Trang Công, Lý Đoái chuyên quyền ở Triệu rồi giết Chủ Phụ. Nay Nhương Hầu, trong thì cậy thế Thái Hậu. Ngoài thì trộm quay Đại Dương, dụng binh thì chư hầu sợ, giải giáp thì chư hầu mừng, đặt kẻ tai mắt làm tả hữu vua. Tôi thấy Đại Vương đứng một mình ở trong triều đã bao nhiêu lâu rồi. E rằng sau khi Đại Vương trăm tuổi đi, thì kẻ làm vua nước Tần không phải còn là con cháu Đại Dương nữa. Vua Tần nghe nói bất giác buốt xương, rợn lòng, liền vái hai cái mà nói rằng, những điều tiên sinh nói đó đều là lời nói tim gan, quả nhân tiếc là không nghe được từ trước. Hôm sau lập tức cho thu tướng ấn của Nhân Hầu, Ngụy Nhiễm, bắt phải về ngay Ấp Phong. Nhân Hầu lấy xe bò nhà nước để chở gia tài đến hơn 1.000 cổ, còn kỳ trân dị bảo không biết bao nhiêu mà kể, đều là những thứ mà trong kho nước Tần không có. Ngày hôm sau vua Tần lại đuổi Hoa Dương, Cao Lăng, Kinh Dương ra ngoài cửa quan, an trí Thái Hậu ở thâm cung, không cho tham dự chính sự. Rồi cử Phạm Truy làm thừa tướng, cho phong ấp ở Ứng Thành, gọi là Ứng Hầu. Người Tần đều bảo là Trương Lộc làm thừa tướng, không ai biết đó là Phạm Truy, chỉ riêng có Trịnh An Bình biết. Truy dặn phải giữ kín, chớ nên tiết lộ. An Bình cũng không dám nói hớ ra. Bấy giờ vua Ngụy là Chiêu Vương đã mất mấy năm nay, con là An Ly Vương lên ngôi. Nghe vua Tần mới dùng mưu của thừa tướng Trương Lộc muốn đánh Ngụy, thì hội họp quần thần để bàn. Tính Lăng Quân Vô Kỵ nói, quân Tần không đến đánh Ngụy đã mấy năm nay, nay vô cớ khởi binh, rõ ràng là khinh ta không có sức giữ nước, vậy nên phòng bị nghiêm ngặt để đợi quân Tần đến. Tướng quốc Ngụy Tề nói, không được, Tần mạnh Ngụy yếu, đánh tất không lợi. Nghe nói thừa tướng Trương Lộc là người Ngụy, há lại không có chút tình với nước cũ hay sao? Nếu sai sứ đem nhiều lễ vật, trước thông với Trương thừa tướng, sao yết vua Tần, xin cho được nộp công tin để cầu hòa, thì có thể giữ được vẹn toàn. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. An Ly Vương mới lên ngôi, chưa từng trải sự chiến tranh, bèn dùng kế của Ngụy Tề. Sai Trung Đại Phu là Tu Giả sang sứ Tần. Tu Giả vân mệnh khi đến Hàm Dương ở trong quán dịch. Phạm Truy mừng nói rằng, ngày nay Tu Giả đến đây tức là ngày ta báo được thù xưa đó. Bèn cởi bỏ áo sang, cải trang làm người nghèo khổ rách rưới, ngầm đi ra ngoài tướng phủ, đến thẳng quán dịch, thông thả đi vào, xin được ý kiến Tu Giả. Tu Giả trông thấy cả sợ nói rằng, ồ Phạm Truy còn sống đấy à, ta cứ yên chí nhà ngươi bị Ngụy tướng đánh chết. Làm sao lại còn sống mà sang được đến đây? Phạm Truy nói, khi ấy họ đem thi thể tôi quăng ra ngoài bãi, hôm sau mới hồi lại, mai gặp người lái buôn đi qua, nghe tiếng kêu rên, thương mà cứu cho, nên còn được sống. Nhưng tôi không dám về nhà, từ đó lưu lạc sang nước Tần, không ngờ lại được gặp đại phu ở đây. Tu Giả hỏi, có lẽ Phạm Thúc muốn sang du thuyết nước Tần chăng? Phạm Truy nói, ngày trước tôi có tội với nước Ngụy, nay trốn sang đến đây, được sống là may, còn dám mở mồm nói gì nữa. Tu Giả hỏi, Phạm Thúc ở Tần, làm gì để mưu sinh?
Truy nói, làm thuê làm mướn để kiếm miếng ăn. Tu giả nghe nói bỗng động lòng thương, giữ lại cùng ngồi, bảo lấy cơm rượu ra cho ăn uống. Bấy giờ là mùa đông, Phạm Truy mặc áo rách, tay chân run rẩy, coi bộ rét lắm. Tu giả than rằng, Phạm Thúc rét đến thế ư, rồi ra lấy một cái áo bào cho mặc. Phạm Truy nói, áo của đại phu khi nào tôi dám mặc. Tu giả nói, cố nhân cần chi mà phải quá nhũng như thế. Phạm Truy mặc áo vào, hai ba lần tỏ lời cảm ơn, rồi hỏi tu giả sang có việc gì. Tu giả nói, nay quan thừa tướng nước Tần là Trương Quân mới làm việc, ta muốn vào bái yết riêng, nhưng hiềm không có người tiến dẫn. Phạm Thúc ở đây đã lâu, có biết người nào có thể nói trước với Trương thừa tướng cho ta được không? Phạm Truy nói, chủ nhân tôi có quen thân với thừa tướng, nên tôi thường đi vào tướng phủ. Thừa tướng hay đàm luận, trong khi bạn đi nói lại việc gì, chủ nhân tôi có câu nào chưa trả lời kịp, tôi thường giúp vào một lời. Thừa tướng cho tôi là người có tài nói, đôi lúc cho ăn uống, nên được thân cận. Nếu đại phu muốn vào ý kiến thừa tướng, tôi xin cùng đi. Tu giả nói, được thế thì còn gì hay bằng, vậy Phạm Thúc định hôm nào đưa tôi vào hầu thừa tướng. Phạm Truy nói, thừa tướng thường bận việc lắm, hôm nay mai ngài được nhàn rỗi, sao không đi ngay? Tu giả nói, tôi đi xe tứ mã đến, nhưng hiện ngựa đau chân, xe gãy trục, chưa thể đi được. Phạm Truy nói, chủ nhân tôi cũng có xe, có thể mượn được. Phạm Truy nói rồi đi về phủ, lấy cỗ xe lớn thắng bốn ngựa, thân đánh xe đến trước quán dịch, rồi vào báo với tu giả rằng, có xe rồi, tôi xin đánh xe để ngài đi. Tu giả hớn hở lên xe, Phạm Truy cầm cương, mọi người đi đường, trông thấy thừa tướng đánh xe đi, hoặc chắp tay đứng ra bên đường, hoặc chạy tránh xa. Tu giả cứ ngỡ là họ kính trọng mình, có biết đâu là họ vì Phạm Truy. Khi xe đến trước tướng phủ, Phạm Truy nói, đại phu hãy đợi một lát ở đây, tôi xin vào bẩm trước, nếu thừa tướng cho phép thì có thể vào được. Phạm Truy theo cửa phủ đi vào. Tu giả xuống xe đứng ở ngoài cửa, đợi rất lâu, nghe trong phủ nổi hiệu trống, lính hầu hô vang lên rằng thừa tướng đã ra công đường. Thuộc lại xá nhân đi lại tấp nập, mà không thấy bóng Phạm Truy đâu. Tu giả liền hỏi tên lính canh cửa rằng, lúc nãy có người bạn tôi là Phạm Thúc vào bẩm trước với thừa tướng, đã lâu không thấy ra, nhà ngươi có thể vào giúp tôi được không? Tên canh cửa hỏi, Phạm Thúc vào lúc nào? Tu giả nói, đó là người đánh xe cho tôi lúc đến đây. Tên canh cửa nói, người đánh xe ấy tức là Trương thừa tướng đi lẻn qua ngoài quán dịch thăm bạn, cho nên giả làm người thường mà đi, sao lại bảo là Phạm Thúc? Tu giả nghe nói như người đang ngủ, bỗng nghe tiếng sét dữ dội, trống ngực đánh thình thình, nói rằng, ta bị Phạm Thúc đánh lừa, chết đến nơi rồi. Càng nghĩ càng sợ, đành phải lột áo cởi đai, trút mũ, đi chân không, quỳ ở ngoài cửa, nhờ lính canh cửa vào nói giúp rằng kẻ có tội nước ngụy là tu giả ở ngoài, xin chịu tội chết. Hồi lâu nữa có lệnh thừa tướng cho đòi vào. Tu giả lại càng sợ, cúi đầu quỳ gối mà đi, theo cửa bên đi vào, thẳng đến trước thềm, dập đầu, luôn miệng nói tội đáng chết. Phạm Truy uy phong lẫm liệt, ngồi trên công đường hỏi rằng, mày biết tội chưa? Tu giả phủ phục thưa rằng, tôi biết tội rồi. Phạm Truy nói, mày có bao nhiêu tội? Tu giả nói, dù nhổ hết tóc tôi để kể, tội tôi cũng chưa hết. Phạm Truy nói, mày có ba tội, vì mổ mã tiên nhân ta ở ngụy nên ta không muốn làm quan ở Tề, vậy mà mày lại nghĩ ta tư thông với Tề, nói bậy với ngụy Tề để nó căm giận ta, đó là một tội. Đang khi ngụy Tề nổi cơn giận, đánh ta đến gãy răng gãy xương, mày không hề can ngăn, đó là hai tội. Đến khi ta đau quá ngất đi, bị bỏ vào chuồng xí, mày lại đem tân khách ra mà tiểu vào tao. Xưa kia Đức Trọng Ni không làm điều thái quá, sao mày lại quá nhẫn tâm báo cái thù trước? Nhưng thấy mày thương ta rét mà cho áo, còn có lòng yêu đến người cũ, nên ta rộng dung cho, được toàn tính mệnh,
mày phải nên biết ơn ta. Tu giả dập đầu lại tạ mãi không thôi. Phạm Truy xua tay đuổi đi. Tu giả khúm núm đi ra. Từ đó người Tần mới biết thừa tướng Trương Lộc, tức là Phạm Truy người Ngụy, trá hình đến nước Tần. Hôm sau Phạm Truy vào chầu vua Tần, nói nước Ngụy sợ hãi, sai sứ xin hòa, không dám đánh nhau. Đó đều do oai đức của vua Tần mà được. Vua Tần cả mừng. Phạm Truy lại tâu rằng, hạ thần có cái tội khi quân, xin đại vương tha thứ cho mới dám nói. Vua Tần nói, khanh có điều gì cứ nói, quả nhân không bắt tội. Phạm Truy tâu rằng, hạ thần thực không phải Trương Lộc, chính là Phạm Truy người Ngụy đó. Từ bé thân mồ côi, nhà nghèo, phải theo quan trung đại phu nước Ngụy là Tu Giả làm xá nhân, rồi cùng giả sang xứ Tề. Vua Tề có đem vàng cho riêng hạ thần từ chối không nhận. Không ngờ Tu Giả về nói với tướng quốc Ngụy Tề, đem hạ thần ra đánh đến chết. Mai mà hạ thần sống lại, đổi tên là Trương Lộc, chạy trốn sang Tần, mong ơn đại vương cho được làm thừa tướng. Nay Tu Giả đã phụng sứ đến đây, họ tin thực của hạ thần đã lộ ra, cần phải lại theo như cũ, cúi mong đại vương thương mà xá tội cho. Vua Tần nói, quả nhân không biết khanh bị quan như thế, nay Tu Giả đã đến thì nên chém đầu để thỏa lòng căm giận của khanh. Phạm Truy nói, Tu Giả vì việc công mà đến, từ xưa hai nước giao binh không chém sứ giả của nhau, phương chi lại là đến để cầu hòa. Hạ thần há dám vì thù riêng mà làm hại nghĩa công. Giả lại kẻ nhẫn tâm giết hạ thần chính là Ngụy Tề, chứ không phải Tu Giả. Vua Tần nói, khanh trước nghĩ đến việc công rồi sau mới nghĩ đến việc tư, có thể nói là người đại trung. Cái thù Ngụy Tề quả nhân sẽ báo cho khanh nghĩ xử. Phạm Truy tạ ơn lui ra. Vua Tần chuẩn lời cầu hòa của Ngụy. Tu Giả vào từ biệt Phạm Truy, Truy nói, người cũ đến đây nên phải kính đãi một bữa cơm. Rồi truyền xá nhân lưu Tu Giả ở trong phủ, sai bày tiệc rượu to thết đãi. Tu Giả nghĩ thầm Phạm Truy rộng lòng tha tội cho, đã là may lắm, không ngờ lại còn cho sửa tiệc để hậu đãi nữa. Phạm Truy lui vào nhà trong, Tu Giả một mình ngồi ở phòng ngoài, có lính canh giữ, không rời đi đâu, từ giờ thìn đến giờ ngọ. Bụng đã đói, nghĩ thầm hôm trước Phạm Truy ra ngoài quán dịch, mình gọi đem cơm rượu sẵn có ra đãi. Hôm nay Phạm Truy đãi trả lại, chỗ bạn cũ, tưởng nên cứ soàn soàn là được, cần chi phải bày vẽ quá. Một lát, trên nhà bày tiệc đã xong, thấy trong phủ phát ra một cái đơn, mời khắp sứ thần các nước và những tân khách có tiếng ở trong phủ. Tu Giả lại nghĩ thầm, đó là những người Phạm Truy mời đến để tiếp mình, nhưng không rõ đó là những ai. Lát nữa vào ngồi, mình cũng phải biết phận, không nên ngồi leo ngồi càng mới được. Tu Giả còn đang nghĩ vẩn vơ, đã thấy sứ thần các nước và tân khách tấp nập kéo đến. Người coi tiệc chào báo khách đến đã đủ. Phạm Truy ở nhà trong bước ra chào hỏi khắp lượt, rồi cứ theo vị thứ ai nấy cùng ngồi dự tiệc. Dưới tả hữu vũ bắt đầu tấu nhạc, mà không thấy mời đến Tu Giả. Tu Giả bấy giờ vừa đói vừa khát, vừa khổ vừa buồn, vừa thẹn vừa tức, nỗi bực dọc không sao tả được. Khi rượu đã được 3 tuần, Phạm Truy mới nói, à, còn một cố nhân ở đây, vừa rồi tôi quên mất. Các khách đều đứng dậy nói, thừa tướng đã có vị bạn cũ, chúng tôi theo lễ phải hầu tiếp. Phạm Truy nói, dẫu là người cũ nhưng không dám để cùng ngồi với các ngài. Rồi sai đặt một bàn nhỏ ở dưới nhà, gọi Tu Giả đến. Sai hai tên tù bị tội thích chữ, ngồi kèm hai bên. Trên bàn không có cơm rượu, chỉ có thứ đậu đã rang kỹ. Hai tên tù bưng mà đút vào mồm cho Tu Giả, như là cho ngựa ăn vậy. Quan khách đều lấy làm ngượng và hỏi rằng, thừa tướng có điều gì mà lại căm giận người ấy quá như thế? Phạm Truy thuật lại đầu đuôi việc cũ, các khách đều nói, như thế không trách được thừa tướng căm giận. Tu Giả dẫu bị nhục, nhưng không dám chống lại, đành cứ phải nhá đậu rang cho khỏi đói. Ăn xong lại phải tạ ơn. Phạm Truy trừng mắt hỏi rằng, vua Tần dẫu cho Ngụy hòa,
nhưng cái thù Ngụy Tề ta cần phải báo. Nay tha chết cho mày, về ngay bảo vua Ngụy mau mau chém đầu Ngụy Tề mang đến nộp ta, và đưa gia quyến ta sang Tần, rồi hai nước kết tình giao hiếu cùng nhau. Không thế, ta sẽ tự đem quân đến làm cỏ thành Đại Lương, bấy giờ dù hối cũng không kịp. Tu giả sợ quá, chẳng còn hồn vía nào, dạ dạ luôn mấy tiếng, rồi lui ra. Hồi thứ 98, vua Tần đòi thủ cấp Ngụy Tề, Bạch Khởi chôn mấy vạn quân Triệu. Lại nói tu giả được tha, luôn đem chạy về Đại Lương, vào ý kiến vua Ngụy, thuật lời nói của Phạm Truy. Việc đưa gia quyến của Phạm Truy là việc nhỏ có thể làm được, còn việc đòi chém đầu tướng quốc Ngụy Tề thì có quan hệ đến thể diện khó nói ra được. Vua Ngụy trù trừ chưa quyết, Ngụy Tề nghe biết tin ấy, bỏ lại tướng ấn, luôn đêm trốn sang nước Triệu, ở nhờ Bình Nguyên quân Triệu Thắng. Vua Ngụy bèn sắp xe ngựa 100 cân vàng, 1.000 tấm lụa, đưa gia quyến Phạm Truy đến Hàm Dương. Và nói thật là Ngụy Tề nghe tin đã bỏ trốn từ trước rồi, hiện nay ở nhà Bình Nguyên quân nước Triệu, không dự gì đến việc nước Ngụy nữa. Phạm Truy tâu với vua Tần. Vua Tần nói, Triệu vốn cùng Tần kết hiếu, Tần lại đem Vương Tôn Dị Nhân làm con tin ở Triệu, muốn để giữ bền tình giao hiếu. Trước đây quân Tần đánh Hàn, vây thành Ô Dữ. Triệu sai Lý Mục cứu Hàn, làm cho quân Tần phải thua to, quả nhân còn chưa hỏi tội. Nay lại tự tiện dung người thù của thừa tướng. Kẻ thù của thừa tướng tức là kẻ thù của quả nhân. Quả nhân quyết ý đánh Triệu, một là báo cái thù Ô Dữ, hai là đòi bắt Ngụy Tề. Bèn thân đem 20 vạn quân, sai Vương Tiễn làm đại tướng, đánh Triệu lấy ba thành. Bấy giờ Huệ Văn Vương nước Triệu mới mất, con là Hiếu Thành Vương lên ngôi, tuổi còn bé. Huệ Văn Thái Hậu coi việc, nghe quân Tần đã kéo vào sâu, sợ quá. Lãng Thương Như vì có bệnh đã cáo lão, Ngu Khanh lên làm tướng quốc, sai đại tướng Liêm Pha mang quân cự địch. Hai bên giữ nhau, mãi không phân được thua. Ngu Khanh nói với Huệ Văn Thái Hậu rằng, việc gấp lắm rồi, tôi xin đem Trường An quân sang Tề làm tin để cầu cứu. Thái hậu bằng lòng. Nguyên Triệu Thái hậu là con gái Mân Vương nước Tề, năm ấy Tề Vương mới mất, con là Thái tử Kiến lên ngôi cũng còn bé. Tề Thái hậu cũng phải coi việc. Triệu Thái hậu với Tề Thái hậu một bên là em chồng, một bên là chị dâu, tình nghĩa rất thân. Trường An quân lại là con út rất yêu quý của Triệu Thái hậu, nay sang làm con tin ở Tề. Tề Thái hậu làm sao chẳng động lòng, bèn sai Điền Đan làm đại tướng, đem 10 vạn quân đi cứu Triệu. Tướng Tần là Vương Tiễn nói với vua Tần rằng, nước Triệu có nhiều tướng giỏi, lại có Bình Nguyên quân là người tài, chưa dễ đánh được. Huống chi quân cứu nước Tề lại sắp đến, chi bằng ta quay quân trở về. Vua Tần nói, không bắt được Ngụy Tề, quả nhân còn mặt nào trông thấy ứng hầu nữa. Vua Tần bèn sai sứ sang bảo Bình Nguyên quân rằng, Tần đánh Triệu là chỉ cốt bắt Ngụy Tề, nếu Triệu bắt Ngụy Tề đem nộp thì lập tức Tần sẽ lui quân. Bình Nguyên quân đáp lại rằng, Ngụy Tề không có ở nhà tôi, đại vương chớ nên nghe lời người ta nói. Sứ giả ba lần đi, Bình Nguyên quân vẫn không chịu nhận. Vua Tần buồn bực không vui, muốn tiến đánh, lại sợ Tề Triệu hợp binh, được thua khó đoán. Muốn kéo quân về thì làm sao bắt được Ngụy Tề. Nghĩ đi nghĩ lại, liền sinh một kế, gửi bức thư tạ vua Triệu. Đại ý nói rằng, quả nhân cùng quân vương là chỗ anh em, quả nhân trót nghe lầm người ta nói mà tưởng rằng Ngụy Tề ở nhà Bình Nguyên quân, cho nên đem quân đến đòi hỏi. Nếu không thì khi nào dám lấn vào đất Triệu? Ba thành đã lấy được, xin trả lại Triệu, quả nhân lại xin nối lại tình giao hiếu, đi lại như thường. Vua Triệu cũng sai sứ đáp thư cảm tạ cái ý lui quân và trả lại thành. Điền Đan nghe quân Tần đã lui, cũng trở về Tề. Vua Tần về đến Hàm Cốc, lại sai người gửi một phong thư cho Bình Nguyên quân, đại ý nói, quả nhân rất mến tấm lòng cao nghĩa của ngài, xin cùng ngài kết giao làm bạn áo vải. Quả nhân mong ngài sang chơi, quả nhân xin cùng uống rượu trong 10 ngày để tỏ tình kính mến. Bình Nguyên quân xem thư xong, vào tâu vua Triệu, vua họp quần thần lại để bàn.
tướng quốc Ngu Khanh nói rằng: Tần là nước Hổ Lang, trước kia Mạnh Thường Quân vào Tần suýt không được về, huống chi nay Tần đang chờ Ngụy Tề ở Triệu, vậy Bình Nguyên quân không nên đi. Liêm Pha nói: Trước kia Lạng Tương Như mang ngọc bích một mình sang Tần, còn giữ trọn được ngọc bích mang về Triệu. Tần không có ý lừa Triệu, nếu không đi thì lại càng làm cho Tần sinh nghi. Vua Triệu cũng cho đó là ý tốt của vua Tần, không thể trái được, bèn sai Bình Nguyên quân cùng sứ Tần đi sang Hàm Dương. Vua Tần mới thấy đã tỏ ý vui mừng, ngày ngày đặt tiệc khoản đãi. Được vài ngày, vua Tần nhân lúc vui, cất chén mời Bình Nguyên quân mà nói rằng: Quả nhân muốn phiền ngài một việc, nếu ngài bằng lòng xin uống chén rượu này. Bình Nguyên quân nói: Đại vương có điều gì sai bảo đến, khi nào thắng này lại dám không dâng lời. Rồi đón lấy chén rượu uống một hơi hết ngay. Vua Tần nói: Xưa kia Chu Văn Vương được Lã Vọng phong cho làm thái công, Tề Hoàng Công được Quản Trọng phong cho làm trọng phu. Nay Phạm Quân tức là Lã Vọng, Quản Trọng của quả nhân này đó. Kẻ thù của Phạm Quân là Ngụy Tề, hiện nay ở nhà ngài. Ngài nên sai người về chặt lấy đầu đem sang đây để rửa thù cho Phạm Quân, như vậy thì quả nhân chịu ơn ngài nhiều lắm. Bình Nguyên quân nói: Tôi nghe sang mà còn nhớ bạn cũ là nghĩ đến khi mình còn hèn, giàu mà còn nhớ bạn cũ là nghĩ đến lúc mình còn nghèo. Ngụy Tề là bạn cũ của tôi, nếu thực có ở nhà tôi cũng không nỡ lòng nào mà đem ra được, huống chi là không có. Vua Tần biến sắc nói rằng: Nếu ngài không bắt Ngụy Tề đem đến đây thì quả nhân cũng không để ngài ra khỏi cửa quan được. Bình Nguyên quân nói: Cho ra hay không đó là cái quyền của đại vương, nhưng đại vương lấy rượu mời tôi đến, nay lại lấy uy mà giữ tôi lại, phải trái đã có thiên hạ phẩm bình. Vua Tần biết là Bình Nguyên quân không chịu phụ Ngụy Tề, bèn đem về Hàm Dương lưu ở trong quán xá, sai người đưa thư cho vua Triệu, đại ý nói: Nay em của đại vương là Bình Nguyên quân thì ở Tần, mà kẻ thù của Phạm Quân là Ngụy Tề thì lại ở nhà Bình Nguyên quân. Vậy cái đầu của Ngụy Tề buổi sáng đem đến Tần thì Bình Nguyên quân buổi chiều sẽ được về Triệu. Nếu không thì quả nhân sẽ tự đem quân đến Triệu đánh bắt Ngụy Tề, mà sẽ không tha cho Bình Nguyên quân về nữa. Điều đó xin đại vương biết cho. Vua Triệu được thư sợ quá, bảo quần thần rằng: Quả nhân há vì một kẻ vong thần nước khác mà đổi việc công tử trấn quốc của nước ta hay sao? Rồi lập tức phái quân đến vây nhà Bình Nguyên quân để bắt Ngụy Tề. Tân khách trong nhà Bình Nguyên quân có nhiều người chơi thân với Ngụy Tề, nhưng ban đêm thả cho Ngụy Tề trốn đi, đến ở nhà tướng quốc Ngu Khanh. Ngu Khanh nói: Vua Triệu sợ nước Tần hơn Hổ Lang, không thể nói được, chi bằng ngài lại chạy về Ngụy. Tính Lăng Quân chiêu hiền nạp sĩ, những kẻ vong mệnh trong thiên hạ đều theo về. Giả lại ngài là bản thân của Tính Lăng Quân, tất nhiên Tính Lăng Quân sẽ che chở cho ngài. Tuy vậy ngài là người có tội, không nên đi một mình, tôi xin đi cùng với ngài. Rồi lập tức bỏ trả tướng ấn, làm một bức thư để lại tại vua Triệu, cùng Ngụy Tề đi sang Ngụy. Khi đi đến ngoài thành, Ngu Khanh bảo Ngụy Tề rằng: Tính Lăng Quân là một đấng trượng phu khẳng khái, hai ta đến đây chắc là ông ta lập tức tiếp đón, không phải chờ lâu. Ngu Khanh đi chân không đến cửa nhà Tính Lăng Quân, đưa danh thiếp vào. Tính Lăng Quân đang xõa tóc sắp gội đầu, thấy danh thiếp thì cả sợ mà nói rằng: Ông này là tướng quốc nước Triệu, sao vô cớ lại đến đây? Rồi sai người nhà ra nói là chủ nhân đang gội đầu, tạm thời vào ngồi đợi, và hỏi đến việc gì. Ngu Khanh nóng ruột, đem đầu đuôi việc Ngụy Tề đắc tội với Tần và tự mình bỏ tướng ấn cùng đi sang đây. Người nhà vào nói, Tính Lăng Quân trong lòng sợ Tần, không muốn dung Ngụy Tề, lại nghĩ đến Ngu Khanh vì lòng mến mình, chẳng quản xa xôi mà đến theo mình, nếu cự tuyệt thì không phải, trong lòng do dự không biết tính thế nào. Ngu Khanh nghe Tính Lăng Quân có ý khó khăn, không ra tiếp kiến ngay, thì giận quá bỏ đi ngay. Tính Lăng Quân hỏi tân khách rằng: Ngu Khanh là người thế nào? Bấy giờ hầu sinh ở bên cạnh cả cười nói rằng: Sao công tử lại tối tâm việc đời đến thế? Ngu Khanh đem ba tấc lưỡi lấy được tướng ấn nước Triệu,
phong dạng hộ hầu. Nay Ngụy Tề cùng khốn mà đến theo Ngu Khanh. Ngu Khanh không ham tước lộc, bỏ chức cùng theo. Thiên hạ đã mấy người được như thế. Thế mà công tử còn chưa biết được là người giỏi hay không ư? Tĩnh Lăng Quân cả thẹn, vội quấn tóc đội mũ, sai người đóng xe, kiếp rủi ra ngoài thành, đuổi theo. Lại nói Ngụy Tề đứng chờ bên ngoài, mãi chẳng thấy tin tức, thì chắc là việc không xong. Một lát thấy Ngu Khanh đi đến, rơm rớm nước mắt nói rằng, Tĩnh Lăng Quân không phải là kẻ trượng phu, sợ tần mà từ chối ta, tôi xin cùng ngài lẻn đường sang sở. Ngụy Tề nói, tôi vì nhất thời không biết suy xét mà đắc tội với Phạm Thúc. Đã lụy Bình Nguyên Quân rồi, nay lại lụy đến ngài, thế mà còn để ngài phải vì tôi mà lặn lội, sang cầu chút sống tàn ở nước sở, không chắc ra thế nào, như vậy còn sống làm gì nữa. Nói xong liền cởi gươm tự đâm cổ mà chết. Ngu Khanh vội chạy lại giật ra, nhưng cuốn họng đã đứt rồi. Đang lúc Ngu Khanh thương xót, thì Tĩnh Lăng Quân đã đi xe đến. Ngu Khanh trông thấy vội vàng chạy tránh đi, không muốn giáp mặt. Tĩnh Lăng Quân trông thấy thi thể Ngụy Tề, bèn vỗ về và khóc mà nói rằng, thật là cái lỗi của Vô Kỵ này. Bấy giờ vua Triệu không bắt được Ngụy Tề, Ngu Khanh lại bỏ đi mất. Vua Triệu biết hai người đưa nhau đi, không ở Hàn thì tất ở Ngụy. Mới biết Ngụy Tề đã tự vẫn, liền tâu vua Ngụy muốn xin cái đầu Ngụy Tề để chuộc Bình Nguyên Quân về nước. Tĩnh Lăng Quân sai khâm liệm thi thể Ngụy Tề, không nỡ đem cho. Sứ giả nói, Bình Nguyên Quân với ngài cũng là một, Bình Nguyên Quân yêu Ngụy Tề cùng một lòng như ngài. Nếu Ngụy Tề còn thì tôi không dám nói, nhưng nay ngài tiếc cái nấm xương đã chết mà để Bình Nguyên Quân phải tù ở nước Tần, liệu ngài có yên lòng được chăng? Tĩnh Lăng Quân không dừng được, bèn lấy cái đầu Ngụy Tề đựng vào một cái hòm trao cho sứ Triệu, còn thay thì chôn ở ngoài bãi. Ngu Khanh đã bỏ tướng ấn, cảm khái tình đời, không muốn làm quan nữa, bèn ẩn ở trong núi Bạch Dân, làm sách chế diễu việc đời, gọi là Ngu Thị Xuân Thu. Vua Triệu đem đầu Ngụy Tề gửi đến Hàm Dương, vua Tần đưa cho Phạm Truy. Phạm Truy sai đem sơn làm máng tiểu, chỉ mà nói rằng, mày cho tân khách sai rượu tiểu vào ta, nay ta bắt mày ở dưới suối vàng phải uống nước tiểu của ta. Vua Tần theo như lễ thường, đưa Bình Nguyên Quân về Triệu. Triệu dùng làm tướng quốc thay Ngu Khanh. Phạm Truy lại nói với vua Tần rằng, hạ thần là kẻ hèn hạ, mai được đại vương biết đến, cho làm khanh tướng, lại báo thù cho hạ thần. Thật là một cái ân lớn không gì sánh nổi. Nhưng hạ thần không có Trịnh An Bình thì không còn được sống ở Ngụy, không có Vương Kê thì không được tiến cử ở Tần. Vậy xin đại vương biếm tước trợ của hạ thần để trả cho hai người ấy, để được trọn cái lòng báo ơn của hạ thần, thần có chết cũng không còn hối hận gì nữa. Vua Tần nói, thừa tướng không nói ra suýt nữa quả nhân quên mất đấy. Lập tức dùng Vương Kê làm quan trấn thủ Hà Đông, Trịnh An Bình làm thiên tướng quân, từ đó chuyên dùng mưu của Phạm Truy trước đánh Hà Ngụy mà sai sứ thông hiếu với Tề Sở. Bấy giờ thái tử nước Sở là Hùng Hoàng làm con tin ở Tần, Tần giữ đã 16 năm không cho về. Gặp lúc sứ Tần sang Sở giao hiếu, Sở cũng sai sứ là Chu Anh cùng đến Hàm Dương đáp lễ. Chu Anh nhân nói vua Sở đau nặng, e không sống được. Thái phó là Hoàng Yết nói với Hùng Hoàng rằng, vua đau nặng mà thái tử lại ở Tần, vạn nhất vua mất đi, thái tử không có ở đó, các công tử tất có người lên nối ngôi, nước Sở e không phải là của thái tử nữa. Tôi xin vì thái tử vào ý kiến ứng hầu, để xin cho thái tử về. Hùng Hoàng bằng lòng, Hoàng Yết bèn đi đến tướng Vũ nói với Phạm Truy rằng, thừa tướng có biết vua Sở bị đau không? Truy nói, sứ giả đã có nói chuyện. Hoàng Yết nói, thái tử Sở ở Tần đã lâu, chơi thân với các tướng văn, tướng võ nước Tần. Nếu vua Sở mất mà thái tử được làm vua, thì tất phải một lòng theo Tần. Nếu thừa tướng nhân lúc này mà cho thái tử về Sở, thái tử tất cảm ơn thừa tướng vô cùng. Nếu giữ lại không về, Sở lập vị công tử khác lên làm vua, thì thái tử ở Tần chẳng qua chỉ là một người áo giải ở thành Hàm Dương,
mà Sở sẽ vì việc Thái tử không được về mà căm giận chẳng chịu theo Tần nữa. Giữ lại một người áo giải mà dứt tình giao hiếu của hai nước, tôi trộm lấy làm không nên. Phạm Truy bằng lòng vào nói với vua Tần. Vua Tần nói, nên cho Thái phó Hoàng Yết về trước thăm bệnh vua Sở, nếu quả vua Sở đau nặng thật, bấy giờ sẽ cho Thái tử về. Hoàng Yết nghe Thái tử không được cùng về, thì bàn riêng với Thái tử. Vua Tần giữ Thái tử không cho về, có ý lại muốn làm như việc giữ Hoài Vương ngày xưa, nhưng lúc nguy cấp để cầu cắt đất. Nếu Sở đến đón thì mắc kế Tần, mà không đến đón thì Thái tử trọn đời làm tử ở Tần vậy. Thái tử quỳ hỏi rằng, vậy Thái phó tính thế nào? Hoàng Yết nói, cứ như ý ngu của tôi, chi bằng Thái tử hãy cải trang làm người thường mà trốn về. Nay nhân sứ nước Sở đang đáp lễ sắp về, đó là dịp tốt chớ nên để lỡ. Tôi xin một mình ở lại lấy cái chết mà đối chọi với Tần. Thái tử mừng nói rằng, nếu việc thành, sẽ xin cùng Thái phó cùng hưởng chung phú quý ở nước Sở. Hoàng Yết liền đến ý kiến riêng Chu Anh, cùng Chu Anh thông mưu. Chu Anh bằng lòng, Thái tử Hùng Hoàng bèn đổi mặc quần áo người thường, giả làm tên đánh xe, cùng sứ nước Sở là Chu Anh ra khỏi Hàm Cốc, không ai biết cả. Hoàng Yết ở lại Lữ Xá, vua Tần sai người đến hỏi thăm. Hoàng Yết nói, Thái tử vừa bị bệnh không có người trông nom, đợi Thái tử khỏi tôi sẽ xin vào bái từ rồi về Sở. Hơn nửa tháng, Hoàng Yết đoán chắc Thái tử ra khỏi cửa quan đã lâu, bèn vào yết vua Tần, dập đầu tạ tội rằng, tôi sợ vua Sở mất đi Thái tử không được nối ngôi, nên đã tự tiện cho Thái tử về. Nay Thái tử đã ra khỏi cửa quan rồi, yết này có tội khi quân, xin chịu tội chết. Vua Tần cả giận nói rằng, người Sở lại hay lừa dối như thế à? Bèn thét Tả Hữu bắt Hoàng Yết giam lại, sắp đem giết. Thừa tướng Phạm Truy can rằng, giết Hoàng Yết không thể bắt lại được Thái tử nước Sở nữa, lại chỉ thêm mất lòng Sở, chi bằng khen ngợi lòng trung của hắn mà cho hắn về. Vua Sở mất Thái tử nối ngôi, Hoàng Yết tất làm tướng, vua tôi Sở đều cảm ơn Tần, tất phải một lòng theo Tần. Vua Tần lấy làm phải, bèn hậu đãi Hoàng Yết rồi cho về. Hoàng Yết về Sở được 3 tháng, vua Sở mất. Thái tử Hùng Hoàng lên ngôi, ấy là Khảo Liệt Vương. Cử Thái phó Hoàng Yết làm thừa tướng, phong làm Xuân Thân Quân. Bấy giờ Mạnh Thường Quân dẫu mất rồi, nhưng Triệu có Bình Nguyên Quân, Ngụy có Tính Lăng Quân, đều đua nhau nuôi kẻ sĩ. Hoàng Yết lấy làm hâm mộ, cũng thu dùng tân khách. Trong nhà khách ăn thường đến vài nghìn người. Bình Nguyên Quân thường sai sứ đến nhà Xuân Thân Quân, Xuân Thân Quân đãi vào bậc thượng xá. Sứ Triệu muốn khoe khoang với người Sở, dùng đồi mồi làm trăm, dùng ngọc châu, nạm vỏ gươm và vỏ đao. Khi thấy Xuân Thân Quân có 3.000 khách, thượng khách, nhà Xuân Quân đều dùng minh châu làm giày đi, thì sứ Triệu cả thẹn. Xuân Thân Quân dùng mưu của tân khách, phía bắc kim tính đất hai nước Trâu Lỗ, dùng vị hiền sĩ là Tuân Khanh làm lệnh ở Lan Lãng, sửa lại chính sự, luyện tập quân sĩ, nước Sở lại cường thịnh. Lại nói vua Tần đã kết giao với Tề, Sở, bèn sai đại tướng Vương Hạc đem quân đánh Hàn, lấy được thành Gia Vương. Tướng giữ thành Thượng Đảng là Phùng Đinh, liệu thế không giữ được, bèn đem thành Thượng Đảng dâng vua Triệu, để làm cho Tần dẫn Triệu, tức dời quân đánh Triệu. Bấy giờ Triệu phải cùng Hàn hợp sức để chống Tần. Vua Triệu đem nằm chiêm bao, thấy mình mặc áo mới 2 sắc, có con rồng từ trên trời xuống, liền cởi linh lưng, rồng lập tức bay đi. Chưa đến trời thì ngã xuống, thấy hai bên có 2 tòa núi vàng, núi ngọc, ánh sáng lòa cả mắt. Tỉnh dậy đòi quan đại phu là Triệu Vũ nói cho biết. Triệu Vũ thưa rằng, áo 2 sắc là tàn tệ, cưỡi rồng lên trời chưa đến nơi mà ngã xuống là công việc giữa chừng sinh biến, có danh không thực. Vàng ngọc thành núi chỉ trông thấy mà không dùng được, đó là vết chim bao không tốt, nhà vua nên cẩn thận mới được. Vua Triệu vì quá tin lời Triệu Vũ nên không cho lời cảm là phải. Sau đó 3 ngày, bỗng thấy Thái thú Thượng Đảng là Phùng Đinh,
sai sứ đến dâng thư. Đại ý nói Tần đánh Hàn gấp quá, thành thượng đảng sắp vào tay Tần. Nhưng quan và dân chẳng muốn theo Tần, mà muốn theo Triệu. Đinh không dám trái lòng quan và dân, xin đem 17 thành thuộc hạ dâng lên vua Triệu, xin vua Triệu nhận cho. Vua Triệu cả mừng nói, Triệu Vũ nói ta có sự mừng rộng đất thêm của, ngày nay đã nghiệm rồi. Bình Dương quân Triệu Bảo căng rằng, các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Vô cớ mà được lợi, đó là cái quả, xin nhà vua chớ nên nhận. Vua Triệu nói, người ta sợ Tần mà mến Triệu cho nên theo về, sao lại bảo là vô cớ? Triệu Bảo thưa rằng, Tần đánh đất Hàn, lấy thành giả vương, tuyệt đường thượng đảng, không cho thông nha, tự cho thượng đảng là vật ở trong tay, ngồi mà lấy được. Nay đất ấy lại về Triệu, khi nào Tần chịu thôi. Tần thì ra sức cày, mà Triệu được gặt lúa, vì thế nên tôi bảo là cái lợi vô cớ vậy. Giả Phùng Đinh không nộp đất cho Tần, mà lại đem nộp cho Triệu, đó là gieo quả cho Triệu, để làm chậm sự nguy khốn cho Hàn. Mưu ấy sau nhà vua lại không xét đến. Vua Triệu không cho là phải, lại đòi Bình Nguyên Quân quyết đoán xem nên thế nào. Bình Nguyên Quân nói, đem 100 vạn quân đến đánh nước người, qua năm nọ đến năm kia, chưa lấy được một thành. Nay không phí 1 tinh quân, 1 đấu lương, mà được 17 thành. Đó là mối lợi không gì bằng, đại vương chớ nên bỏ lỡ. Vua Triệu cho là phải, bèn sai Bình Nguyên Quân đem 50,000 quân đi đến thượng đảng nhận đất, phong cho Phùng Đinh 3 vạn hộ, gọi là Hoa Lăng Quân, vẫn giữ chức thái thú, 17 viên huyện lệnh đều phong 3,000 hộ. Phùng Đinh đóng cửa mà khóc, không cùng Bình Nguyên Quân giáp mặt. Bình Nguyên Quân cố xin, Phùng Đinh nói, tôi có 3 điều bất nghĩa không thể tiếp kiến sứ giả được. Giữ đất cho chủ mà không giữ được, đó là 1 điều bất nghĩa. Không do mệnh chủ mà tự tiện đem đất cho Triệu là 2 điều bất nghĩa. Bán đất của chủ mà được phú quý là 3 điều bất nghĩa. Bình Nguyên Quân khen là trung thần, đứng đợi ngoài cửa 3 ngày không đi. Phùng Đinh cảm động bèn ra tiếp kiến, nhưng vẫn khóc không thôi, xin giao đất mà chọn dùng quan thái thú khác. Bình Nguyên Quân 2-3 lần an ủi rằng, tâm sự ngài thắng này đã biết rõ, nếu ngài không làm thái thú thì không phục được lòng dân. Phùng Đinh bèn lại nhận chức thái thú như cũ, nhưng không chịu phong. Bình Nguyên Quân sắp từ biệt, Phùng Đinh nói rằng, tôi sở dĩ dâng thành thượng đảng cho Triệu là vì độc lực không thể chống được Tần. Mong công tử về tâu vua Triệu, kiếp cử danh tướng đem đại quân để chống Tần. Bình Nguyên Quân về, vua Triệu đặt tiệc rượu mừng được đất, bàn việc ra quân, chưa quyết định. Đại tướng Tần là Vương Hạc tiến quân vây thành thượng đảng. Phùng Đinh cố giữ trong 2 tháng mà viện binh Triệu vẫn chưa đến, bèn đem dân chạy sang Triệu. Bấy giờ vua Triệu cử Liêm Pha làm thượng tướng, đem 20,000 quân đi cứu thượng đảng. Đi đến cửa ải Trương Bình thì gặp Phùng Đinh, mới biết là thượng đảng đã mất rồi và quân Tần mỗi ngày một kéo đến gần. Liêm Pha liền dựng dinh đắp lũy ở dưới núi Kim Môn, chia 1,000 quân cho Phùng Đinh giữ thành Quan Lang, 20,000 quân cho đô quý Cáp Phủ, Cáp Đông, chia nhau thống suất giữ 2 mặt đông tây Chương Thành. Lại sai tỳ tướng Triệu Giả đi dò quân Tần. Triệu Giả lĩnh 5,000 quân bộ tiến ra ngoài cửa Trường Bình chừng 20 dặm, thì gặp tướng Tần là Tư Mã Ngạnh cũng vừa dẫn quân đến dò thám. Triệu Giả khinh Tư Mã Ngạnh có ít quân, liền xông vào đánh. Đang lúc đánh nhau, tán quân hộ tiểu thứ 2 của Tần do Trương Đường thống suất lại kéo đến. Triệu Giả sợ hãi cuống cuồng, bị Tư Mã Ngạnh chém 1 đao chết ngay. Quân Triệu tan vỡ, bị giết rất nhiều. Liêm Pha nghe quân tuần tiểu bị thua, hạ lệnh cho các lũy phải dụng tâm cố giữ, chớ đánh nhau với quân Tần. Lại khiến quân lính đào đất sâu vài trượng để lấy nước, trong quân đều không hiểu ý ra thế nào. Đại quân Vương Hạc đã đến, cách núi Kim Môn 10 dặm hạ trại. Trước chia quân đánh Chương Thành, Cáp Phụ, Cáp Đông ra đánh, đều bị thua vỡ. Vương Hạc thừa thắng đánh thành Quan Lang. Tư Mã Ngạnh hăng hái nhanh lên trước, đại quân theo sau. Phùng Đinh lại thua chạy, chạy đến đại doanh núi Kim Môn, Liêm Pha cho vào.
quân Tần lại đến đánh Lũy. Liêm Pha truyền lệnh, hễ ai đánh nếu được cũng chém. Vương Hạc đánh không được, bèn dời dinh trại đến gần, cách quân Triệu chỉ có 5 dặm. Khiêu chiến mấy lần, quân Triệu cũng không ra. Vương Hạc nói, Liêm Pha là một vị lão tướng, hành quân trì trọng, chưa có thể đánh được. Tỳ tướng là Vương Lăng hiến kế rằng, dưới núi Kim Môn có cái suối chảy gọi là Dương Cốc, quân Tần Triệu đều phải lấy nước từ Tây chảy về Đông Nam. Nếu đoạn tuyệt suối ấy, khiến nước không chảy về phía Đông, thì quân Triệu không có nước uống, chỉ vài ngày tất sinh loạn. Nhân lúc quân họ loạn mà đánh thì thế nào cũng được. Vương Hạc cho là phải, sai quân lính đắp ngăn nước suối. Không ngờ Liêm Pha đã cho đào hồ lấy nước mạch từ trước, quân Triệu thừa nước uống. Tần Triệu giữ nhau trong 4 tháng, Vương Hạc không được đánh một trận, không biết làm thế nào, sai người về tâu vua Tần. Vua Tần đòi Phạm Truy vào bàn kế. Truy nói, Liêm Pha là người từng trải, biết quân Tần thế mạnh nên không dám vội đánh. Ý hắn cho rằng quân Tần đường xa không thể giữ lâu, muốn làm cho quân ta chán nản, rồi mới thừa cơ ra đánh. Nếu không trừ được người ấy đi, thì không thể vào nước Triệu được. Vua Tần hỏi, thừa tướng có kế gì trừ bỏ Liêm Pha đi được không? Truy đuổi Tả Hữu ra ngoài, rồi nói rằng, muốn trừ Liêm Pha, phải dùng kế phản gián, như thế, như thế. Nhưng không bỏ ra 1000 vàng, thì không xong. Vua Tần cảm mừng, bèn lấy 1000 vàng giao cho Phạm Truy, sai một môn khách Tâm Phúc theo đường tắt đi sang Hàm Đan, dùng 1000 vàng lễ đúc các người Tả Hữu vua Triệu. Lại nói rêu rao khắp nơi rằng tướng Triệu chỉ có Mã Phục Quân là giỏi nhất. Nghe đâu con trai là Triệu Quát lại giỏi hơn cha, nếu cho làm tướng thì không ai địch được. Liêm Pha già mà nhút nhát, đánh luôn đều thua, hại mất 3-4 vạn quân Triệu. Nay bị quân Tần bức bách, chẳng bao lâu sẽ ra hàng. Vua Triệu trước kia thấy bọn Triệu Giả bị giết, mất luôn 3 thành, sai người đến Trường Binh dục Liêm Pha ra đánh. Liêm Pha cứ giữ cái mưu giữ vững Đồn Lũy, không chịu ra đánh. Vua Triệu đã ngờ là người nhút nhát. Đến khi nghe lời phản gián ấy, tin ngay làm thật, bèn cho đòi Triệu Quát vào hỏi rằng, nhà ngươi có thể đánh được quân Tần không? Triệu Quát đáp, nếu Tần sai Võ An Quân làm tướng, tôi còn phải tốn công lo liệu, chứ như Vương Hạc thì không bỏ nói. Vua Triệu hỏi, sao lại nói thế? Triệu Quát nói, Võ An Quân thường làm tướng quân Tần, trước đánh Hàn Ngụy ở Y Khuyết, chém 24 vạn thủ cấp, sau lại đánh Ngụy lấy 61 thành lớn nhỏ, lại Nam đánh Sở lấy được Yên Dinh, định được Vu Kiềm, rồi lại đánh Ngụy đuổi được Mang Mão, chém 13 vạn thủ cấp, lại đánh Hàn lấy 5 thành, chém 5 vạn thủ cấp, lại chém tướng Triệu là Giả Yên, đánh chìm 2 vạn quân xuống sông. Đánh đâu được đấy, uy danh lừng lẫy, quân lính đều khiếp sợ. Nếu tôi cùng hắn giao chiến thì khó định được thua, cho nên còn phải tốn công lo liệu. Còn như Vương Hạc mới làm tướng Tần, nhưng Liêm Pha nhất sợ cho nên mới dám vào sâu. Nếu gặp hạ thần thì sẽ như mùa thu gặp gió, phải tan tác ngay. Vua Triệu bằng lòng lắm, liền cử Triệu Quát làm thượng tướng, ban cho vàng lụa, sai cầm cờ tiết đến thay Liêm Pha, lại cấp thêm cho 20 vạn tinh binh nữa. Triệu Quát vượt quân xong, chở vàng lụa về chào bà mẹ. Bà mẹ nói, cha mày khi sắp mất, có dặn mày chớ nên làm tướng nước Triệu, sao mày không từ chối đi? Quát nói, không phải là con không muốn từ chối, hiềm nổi trong triều không có ai bằng Quát này cả. Bà mẹ Quát liền dâng thư can vua Triệu rằng, Quát chỉ biết đọc sách của cha, không biết thông biến, đó không phải cái tài làm tướng, xin nhà vua chớ sai đi. Vua Triệu cho đòi bà mẹ Quát vào hỏi lại, bà thưa rằng, cha Quát là Triệu Sa làm tướng, được ban thưởng gì, đều đem cho hết quân lính. Ngài thụ mệnh, liền ngủ ngay ở trong quân, không hỏi đến việc nhà. Cùng quân lính đồng cam cộng khổ, mỗi việc đều hỏi ý mọi người, không dám tự chuyên. Nay Quát mới được làm tướng, đã cậy mình mà ra quy, quân lính không dám trông mặt. Vàng lụa vua cho, đều mang về nhà, làm tướng há nên như thế.
Khi cha Quát sắp mất có dặn tôi rằng, nếu Quát làm tướng thì tất có hại cho nước Triệu. Lời dặn ấy tôi vẫn ghi nhớ trong lòng. Xin nhà vua chọn vị lương tướng khác, chớ nên dùng Quát. Vua Triệu nói, ý quả nhân đã quyết rồi. Bà mẹ Quát nói, đại vương không nghe lời thần thiếp, nếu quân thua thì xin chớ bắt tội lây đến cả nhà thần thiếp. Vua Triệu bằng lòng, Triệu Quát bèn dẫn quân đi. Lại nói người môn khách của Phạm Truy sai đi, bấy giờ vẫn ở Hàm Đan, dò biết những lời Triệu Quát nói với vua Triệu, và vua Triệu đã cử Quát làm đại tướng thay Liêm Pha, bèn luôn đêm chạy về Hàm Dương báo tin. Vua Tần nói với Phạm Truy rằng, nếu không phải là Võ An Quân thì không làm xong việc này được. Lập tức lại cử Bạch Khởi làm thượng tướng, Vương Hạc làm phó, truyền cho trong quân phải giữ bí mật việc ấy, nếu ai nói hớ ra ngoài thì bị chém ngay. Lại nói Triệu Quát dẫn quân đến cửa Trường Bình, Liêm Pha xét nghiệm binh phù, rồi đem số quân trao cho Quát, một mình dẫn một đội quân hơn 100 người đi về Hàm Đan. Triệu Quát đổi hết các điều ước thúc của Liêm Pha, mà họp các quân lũy thành một đại binh. Phùng Đinh cố can, nhưng Quát không nghe. Quát lại đem các tướng của mình thay cho các tướng cũ, truyền lệnh nếu quân Tần đến thì đều phải phấn dũng tranh đi trước, hễ đánh được thì phải lập tức đuổi theo, cốt khiến cho Tần không còn một tên quân nào trở về. Bạch Khởi đã vào trong quân Tần, nghe Triệu Quát thay đổi hết quân lệnh của Liêm Pha, thì trước tiên sai 3.000 quân ra khiêu chiến. Triệu Quát đem vạn quân ra nghinh địch, quân Tần đại bại chạy về. Bạch Khởi lên trên cao đứng nhìn xem quân Triệu, bảo Vương Hạc rằng, tôi đã có cách đánh được nó rồi. Triệu Quát đánh được một trận thì múa tay qua chân, sai người đến dinh Tần hạ chiến thư. Bạch Khởi và bảo Vương Hạc phê hôm sau quyết chiến, rồi lui quân 10 dặm. Quát mừng rằng, quân Tần sợ rồi. Rồi mổ trâu cho quân lính ăn, truyền lệnh hôm sau đại chiến, định bắt sống Vương Hạc, để cùng chư hầu làm câu chuyện buồn cười. Bạch Khởi đóng dinh xong rồi, họp cả chư tướng lại để nghe lệnh, sai Vương Bí, Vương Lăng đốc xuất 1.000.000 quân bày trận, lần lượt cùng Triệu Quát đánh nhau, chỉ cần thua không cần được, cốt dẫn quân Triệu đến đánh Đồn Tần, đó tức là công. Lại sai Tư Mã Thác, Tư Mã Ngạnh, mỗi người dẫn 1.500.000 quân, theo đường tắt quanh đánh sau lưng quân Triệu, để tuyệt đường chở lương. Lại sai đại tướng Hồ Thương, đóng đô nơi gần phía tả, chờ lúc quân Triệu mở đồn ra đuổi, quân Tần lập tức xông ra, cốt chặt quân Triệu làm 2 đoạn. Lại sai đại tướng Mông Vũ, Vương Tiễn, đều mang 5.000 quân khinh kỵ, trực sẵn tiếp ứng. Bạch Khởi cùng Vương Hạc giữ vững đại dinh, Triệu Quát phân phó trong quân, canh tư thổi cơm, canh năm nay nịch, sáng rõ bài trận tiến lên. Đi chưa được 5 dặm thì gặp quân Tần, hai bên đối trận. Triệu Quát sai tiên phong phó bảo ra đánh, tướng Tần là Vương Bí ứng chiến. Chừng hơn 20 hiệp, Vương Bí thua chạy, phó bảo đuổi theo. Triệu Quát lại sai Vương Dung đem quân giúp sức, lại gặp tướng Tần là Vương Lăng, đánh qua vài hiệp. Vương Lăng lại thua chạy, Triệu Quát thấy quân Triệu được luôn, đem đại quân đuổi theo. Phùng Đinh lại can rằng, quân Tần hay lừa dối, họ thua nhưng không thể tin được, nguyên soái chớ nên đuổi theo. Triệu Quát không nghe, đuổi theo hơn 10 dặm, đến tận Đồn Tần. Vương Bí, Vương Lăng quành dinh mà chạy, Đồn Tần không mở. Triệu Quát truyền lệnh nhất tề đánh phá. Đánh luôn mấy ngày, quân Tần giữ vững không thể vào được. Triệu Quát sai người dục hậu quân, dời dinh đều tiến. Bỗng thấy tướng Triệu là Tô Kỵ, phi ngựa đến báo rằng hậu doanh đã bị tướng Tần là Hồ Thương dẫn quân xông ra ngăn chặn, không đi được. Triệu Quát cả giận nói rằng, Hồ Thương vô lễ như thế, ta phải thân đi. Rồi sai người dò hành động của quân Tần, tin về báo rằng, phía Tây quân mã rất đông, phía Đông không có ai. Triệu Quát hạ lệnh các quân theo đường phía Đông mà đi. Chưa được 2-3 dặm, đại tướng Tần là Mông Vũ dẫn 1 đạo quân ở đường ngách xông ra,
nói to lên rằng: Triệu Quát, mày trúng kế của Võ Ăn Quân ta rồi, còn chưa chịu đầu hàng à? Triệu Quát cả giận giơ giáo chực đánh. Tỳ tướng của Quát là Vương Dung chạy ra nói rằng: Không phải nhọc đến nguyên soái để tôi lập công. Nói rồi ra đánh. Một đạo quân Vương Tiễn lại đến, quân Triệu chết hại rất nhiều. Triệu Quát liệu khó tránh được, bèn đánh chiên thu quân, chọn chỗ có nước đóng dinh. Phùng Đinh lại can rằng: Quân khí cần phải hăng hái, quân ta dẫu thua nhưng nếu cố đánh còn có thể thoát về bản doanh, hợp sức cự địch. Còn như An Dinh ở đây thì mặt trước mặt sau đều bị khốn, sau này không thể lại ra được. Triệu Quát lại không nghe, sai quân đắp lũy dài để cố giữ, một mặt phi tẩu vua Triệu cầu viện, một mặt dục lấy lương thực hậu đội. Không ngờ đường chở lương đã bị Tư Mã Ngạnh dẫn quân chặn giữ. Đại quân Bạch Khởi chắn đằng trước, đại quân của Hồ Thương Mông Vũ chặn phía sau. Quân Tần mỗi ngày lại truyền đi cái tin Võ An Quân làm tướng, chiêu Triệu Quát đầu hàng. Triệu Quát bấy giờ mới biết Bạch Khởi thực ở trong quân, sợ quá chẳng còn hồn vía nào. Lại nói vua Tần được Võ An Quân báo tiệp, biết quân Triệu Quát bị khổn ở Trường Bình, liền thân đến Hà Nội, bắt những tráng đinh ở dân gian tuổi từ 15 đều phải cầm quân, chia đường cướp lấy lương thảo của người Triệu, ngăn tuyệt quân cứu. Triệu Quát bị Tần vây khốn 46 ngày, trong quân không lương, quân lính giết nhau để ăn. Triệu Quát bèn đem quân tướng chia làm 4 đội. Phó Báo dẫn một đội theo phía đông, Tô Xạ dẫn một đội theo phía tây, Phùng Đinh dẫn một đội theo phía nam, Vương Dung theo phía bắc. Đều đánh trống xông ra, nếu một đội đánh thủng được thì Triệu Quát mang quân 3 đội kia đều chạy. Không ngờ Võ An Quân Bạch Khởi lại tuyển sẵn những quân bắn giỏi mai phục chung quanh lũy quân Triệu. Phàm gặp quân Triệu ở trong lũy đi ra, bất cứ quân tướng đều bắn chết. Quân mã 4 đội xông ra 4 lần đều bị bắn riết, phải quay lại cả. Lại hơn 1 tháng, Triệu Quát căm giận quá, chọn kỹ 5.000 tinh binh, đều mặc giáp nặng, cưỡi ngựa khỏe. Triệu Quát cầm kích đi trước, Phó Báo Vương Dung theo riết ở phía sau, liền xông vòng vây để ra. Vương Tiễn, Mông Vũ đều đem quân xông đến. Triệu Quát cố đánh vài hiệp không sao lọt ra được, lại muốn quay về Trường Bình, nhưng ngựa quỵ chân ngã xuống đất, trúng tên mà chết. Tô Xạ dẫn Phùng Đinh cùng chạy. Phùng Đinh nói: Tôi 3 lần can mà Triệu Quát không nghe, nay đến thế này, thật là trời bắt thế, còn trốn đi đâu. Nói xong tự đâm cổ mà chết. Còn Tô Xạ chạy thoát đi sang đất Hồ. Bạch Khởi sai dựng cờ chiêu hàng, quân Triệu đều bỏ đồ binh, cởi áo giáp, hô vạn tuế. Bạch Khởi sai người giơ cao đầu Triệu Quát, đi đến dinh Triệu chiêu hàng. Trong dinh còn hơn 20 vạn quân, nghe chủ soái bị giết, không ai dám ra đánh cả. Cùng đều xin đầu hàng, giáp trụ khí giới chồng chất như núi. Các xe ngựa ở trong dinh đều về tay quân Tần cả. Bạch Khởi tâu với Vương Hạc rằng: Trước đây quân Tần đã lấy được 2 thành Gia Vương, Thương Đảng, dân ở đó không chịu theo Tần mà theo Triệu. Nay quân Triệu đầu hàng, trước sau tổng cộng gần 40 vạn người, nếu lỡ ra chúng nó lại sinh biến thì phòng giữ làm sao được. Rồi đem hàng tốt chia làm 10 doanh, sai 10 viên tướng thống suất, hợp với 20 vạn quân Tần, đều cho trâu rượu, ăn uống và nói rằng ngày mai Võ An Quân sẽ lựa chọn quân Triệu, người nào khỏe mạnh đánh trận được thì cấp cho khí giới và đem về nước Tần sai dụng. Còn người già yếu hay nhát sợ đều cho về Triệu. Quân Triệu cảm mừng. Đêm ấy Võ An Quân truyền mật lệnh cho 10 viên tướng rằng quân Tần đều dùng vải trắng phủ đầu, nếu đầu không có vải trắng thì tức là quân Triệu, đều phải giết đi. Quân Tần theo lệnh cùng ra tay một lúc. Hàng tốt nước Triệu vì không biết có lệnh ấy, lại không có khí giới, nên đều bó tay chịu chết. Có những người trốn ra khỏi cửa dinh, lại bị Mông Vũ Vương Tiễn dẫn quân đi tuần bắt được, giết ngay. 40 vạn quân Triệu trong một đêm đều bị chém chết cả. Võ An Quân thu nhặt những đầu lâu quân Triệu, chất đóng ở trong lũy Tần, gọi là núi đầu lâu. Tính ra trong trận Trương Bình,
trước sau quân Tần hoặc chém hoặc bắt, cộng 45 vạn quân Triệu, kể cả những quân Triệu đầu hàng Vương Hạc trước, đều bị giết sạch. Chỉ còn 240 người ít tuổi được thả về Hàm Đan để tuyên dương cái oai của nước Tần. Hồi thứ 99, Võ An Quân có công bị chết oan, Lã Bất Vi lập kế buông ngôi báo. Lại nói vua Triệu lúc đầu tiếp được tin Triệu Khoát báo tiệp, trong lòng cảm mừng, rồi sau nghe tin quân Triệu bị khốn ở Trường Bình, đang tính việc phát binh đến cứu, bỗng lại được tin Triệu Khoát đã chết, hơn 40 vạn quân Triệu đều đầu hàng nước Tần, bị Võ An Quân một đêm giết hết, chỉ còn lại 240 người được tha về. Vua Triệu cả sợ, quần thần đều thất đảm kinh hồn. Trong nước kẻ khóc cha, người khóc con, anh khóc em khóc anh, ông khóc cháu, vợ khóc chồng. Khắp chợ đầy đường, chỗ nào cũng có tiếng người kêu khóc. Chỉ có bà mẹ Triệu Quát không khóc mà nói rằng, từ lúc Quát được làm tướng, già này đã coi nó không phải là người sống nữa. Vua Triệu nghĩ bà mẹ Quát đã có lời nói từ trước, bèn không bắt tội, lại cho thóc lúa để yên ủi, lại sai người tạ lỗi với Liêm Pha. Đang lúc kinh hoàng, lại có tin báo rằng quân Tần đánh hạ được Thượng Đảng, 17 thành đều đã hàng Tần. Nay Võ An Quân lại thân xuất đại quân tiến lên, rao lên rằng muốn dây Hàm Đan. Vua Triệu hỏi quần thần có ai ngăn được quân Tần. Quần thần không ai đáp. Bình Nguyên Quân về nhà hỏi khắp tân khách, cũng chẳng ai đáp lại làm sao. Lúc ấy sải có Tô Đại ở trong nhà Bình Nguyên Quân. Đại nói, nếu tôi đến được Hàm Dương thì chắc ngăn được quân Tần không đánh Triệu. Bình Nguyên Quân nói với vua Triệu, vua Triệu bèn cấp cho Tô Đại nhiều tiền bạc để đi sang Tần. Tô Đại vào ý kiến ứng hầu Phạm Truy. Phạm Truy mời ngồi lên trên hỏi rằng, tiên sinh vì cớ gì mà lại đây? Tô Đại nói, tôi vì ngài mà lại đây. Truy hỏi, tiên sinh có điều gì chỉ giáo? Tô Đại nói, Võ An Quân đã giết Triệu Quát rồi phải không? Truy đáp, phải. Đạt lại hỏi, nay lại dây Hàm Đan phải không? Truy lại đáp, phải. Đại hỏi, Võ An Quân dụng binh như thần, thân làm tướng Tần, đánh lấy được hơn 70 thành, chém đầu gần 100 vạn. Dẫu công của Y Doãn Lã Vọng ngày xưa cũng chẳng hơn được, nay lại đem quân vây Hàm Đan, Triệu tức bị diệt. Triệu bị diệt thì Tần thành đế nghiệp. Tần thành đế nghiệp thì Võ An Quân sẽ là công thần bậc nhất, như Y Doãn với nhà Thương, Lã Vọng với nhà Chu. Ngài vốn đã có quyền cao chức trọng, nhưng đến lúc ấy thì cũng không thể không ở bậc dưới ông ta được. Phạm Truy kinh ngạc hỏi rằng, như vậy biết làm thế nào? Tô Đại nói, chi bằng ngài cho hàng Triệu cắt đất để cầu hòa với Tần. Như vậy thì cắt đất là công việc của ngài, mà lại nhân đó cắt được binh quyền của Võ An Quân, địa vị của ngài sẽ vững hơn núi Thái Sơn vậy. Phạm Truy cảm mừng, hôm sau liền nói với vua Tần rằng, quân Tần ở ngoài lâu ngày đã khó nhọc lắm nên cho nghỉ ngơi, chi bằng sai người dụ hàng Triệu bắt cắt đất để cầu hòa. Vua Tần nói, tùy thừa tướng liệu định. Phạm Truy lại đem vàng lụa tặng Tô Đại, sai đi thuyết hàng Triệu. Hai vua hàng Triệu đều sợ Tần, cho nên nghe kế của Đại. Hàng cắt một thành Viên Ung, Triệu cắt sáu thành, đều sai sứ sang Tần cầu hòa. Thoạt tiên, vua Tần hiềm rằng hàng chỉ dâng một thành thì quá ít. Sứ hàng nói 17 huyện Thượng Đảng mà Tần đã lấy được đều của hàng. Vua Tần mới cười mà nhận cho, rồi Triệu Võ An Quân rút quân về. Bạch Khởi đánh luôn đều được, đang muốn tiến vây Hàm Đan, bỗng nghe có chiếu ban sư, thì biết rằng đó là mưu của Phạm Truy, giận lắm. Từ đó Bạch Khởi cùng Phạm Truy sinh ra hiềm khích. Bạch Khởi nói với mọi người rằng, từ trận thua ở Trường Bình, trong thành Hàm Đan, một đêm 10 lần sợ, nếu thừa thắng tiến đánh, thì không đầy một tháng có thể lấy được. Tiếc thay ứng hầu không biết thời thế, chủ trương việc rút quân về, làm mất cơ hội ấy. Vua Tần nghe nói lấy làm hối lắm, nói rằng,
Bạch Khởi đã biết Hàm Đan có thể lấy được, sao không lấy sớm? Bèn lại dùng Khởi làm tướng, muốn sai đánh Triệu, nhưng gặp lúc Khởi có bệnh không đi được, bèn sai đại tướng Vương Lăng đem 10 vạn quân đánh Triệu, dây thành Hàm Đan. Vua Triệu sai Liêm Pha cự địch. Pha đặt quân phòng ngự rất nghiêm, lại đem gia tài mộ quân quyết tử, thường thường ban đêm cho trèo vào thành, đánh phá dinh tần. Quân của Vương Lăng bị thua to. Bấy giờ Võ An Quân bệnh đã khỏi, vua Tần muốn sai ra thay Dương Lăng. Võ An Quân tâu rằng, thật ra thành Hàm Đan không phải dễ đánh đâu. Trước kia sau khi đại bại, trăm họ sợ hãi không yên. Nếu nhân đó mà đánh thì họ giữ không được vững, đánh không đủ sức, ta có thể đánh lấy ngay được. Nay đã hơn 2 năm rồi, vết thương đã hàn, họ lại được Liêm Pha là tay lão tướng, không như Triệu Quát. Chư hầu thấy Tần đang hòa với Triệu mà lại đánh thì cho là Tần là không thể tin được, tất sẽ hợp tung mà đến cứu. Tôi chắc là Tần không thể được vậy. Vua Tần ép nài mãi, nhưng Bạch Khởi cố từ. Vua Tần lại sai Phạm Truy đến khuyên bảo. Bạch Khởi căm giận Phạm Truy trước kia ngăn trở sự thành công của mình, bèn xưng bệnh không tiếp. Vua Tần hỏi Phạm Truy rằng, Võ An Quân thật có bệnh ư? Phạm Truy nói, ốm thật hay không thì chưa biết, nhưng không chịu làm tướng thì đủ biết cái chí đã quyết rồi. Vua Tần vẫn nói rằng, Bạch Khởi cho là nước Tần không có tướng tài nào khác, cứ phải cần đến hắn chăng? Trận chiến thắng ở Trường Bình ngày trước, lúc đầu là Vương Hạc cầm quân, vậy Hạc có kém gì Khởi? Bèn thêm quân 10 vạn, sai Vương Hạc đi thay Vương Lăng. Vương Lăng về nước bị bãi quan. Vương Hạc vây thành Hàm Đan trong 5 tháng không thể đánh phá được. Võ An Quân nghe chuyện nói với khách rằng, tôi đã nói Hàm Đan đánh không dễ, mà vua không nghe lời tôi, nay thế này đây. Trong bọn khách có người quen ứng hầu Phạm Truy, tiết lộ lời nói ấy. Truy nói với vua Tần, thế nào cũng phải cử Võ An Quân làm tướng. Võ An Quân lại xưng ốm nặng. Vua Tần cả giận thu hết chức tước và phong ấp của Võ An Quân, giáng xuống làm lính, đài ra âm mật, bắt phải lập tức ra khỏi thành Hàm Dương. Võ An Quân than rằng, Phạm Lãi có nói, con thỏ khôn đã chết, con chó săn tất bị mổ. Ta vì Tần đánh hạ được hơn 70 thành của chư hầu, cái thế tất phải bị mổ. Rồi đi ra cửa Tây Hàm Dương, đến Đỗ Bưu tạm nghỉ để đợi hành lý. Phạm Truy nói với vua Tần rằng, Bạch Khởi ra đi trong lòng tấm tức không phục, thốt ra nhiều lời oán giận, nói có bệnh không phải là thật, sợ rằng sẽ đi sang nước khác để làm hại Tần. Vua Tần bèn sai sứ đưa cho Bạch Khởi 1 thanh gươm sắt, bắt phải tự tử. Bạch Khởi cầm thanh gươm ở tay than rằng, ta có tội gì với trời mà đến nông nỗi này? Hồi lâu lại nói rằng, à, ta thật đáng chết, trận đánh ở Trường Bình hơn 40 vạn quân Triệu đã đầu hàng, ta đánh lừa chúng, trong một đêm giết chết hết cả, chúng có tội gì, vậy nay ta chết là phải lắm. Bèn tự đâm cổ chết. Người Tần nghĩ Bạch Khởi không có tội mà phải chết, đều đem lòng thương, có lập đền thờ. Về sau khoảng cuối đời nhà Đường, sấm sét đánh chết một con trâu, dưới bụng con trâu có 2 chữ Bạch Khởi. Người ta nói Bạch Khởi vì giết người nhiều quá, nên mấy trăm năm sau vẫn còn phải chịu cái quả báo làm kiếp trâu bị sét đánh. Vua Tần đã giết Bạch Khởi lại phái 5 vạn tinh binh, sai Trịnh An Bình làm tướng đi giúp Vương Hạc, bảo tất phải đánh hạ được Hàm Đan mới thôi. Vua Triệu nghe Tần đem quân đến đánh, sợ quá, sai sứ chia đường đi cầu cứu chư hầu. Bình Nguyên Quân nói, Ngụy là chỗ thông gia với tôi, thế nào rồi cũng cho quân đến cứu, còn Sở là nước to mà xa, cần phải đem thuyết hợp tung ra mà dụ mới được. Vậy tự tôi phải đi. Rồi hỏi các môn khách, muốn chọn lấy 20 người đủ tài văn võ để cùng đi. Trong hơn 3000 người, kẻ có văn thì không võ, kẻ có võ thì không văn. Chọn đi chọn lại chỉ được 19 người, không đủ được số 20. Bình Nguyên Quân than rằng, thắng này nuôi kẻ sĩ đã mấy năm nay, ngờ đâu tìm người đủ tài lại khó đến thế.
Trong đám hạ khách có người chạy ra nói rằng, như tôi đây không biết có thể sum vào cho đủ số được không? Bình Nguyên Quân hỏi họ tên, người ấy thưa rằng, tôi họ Mao tên Toại, người ở Đại Lương, làm khách ở nhà ngài đã 3 năm nay. Bình Nguyên Quân cười nói rằng, phàm ở đời kẻ sĩ có tài cũng ví như cái dùi ở trong một cái túi, mũi nhọn tất phải lộ ra ngay. Nay tiên sinh ở nhà thắng đã 3 năm, mà thắng chưa được điều gì ở tiên sinh, thế là tiên sinh văn võ đều chẳng có môn gì giỏi cả. Mao Toại nói, tôi đến ngày hôm nay mới xin ngài cho được vào ở trong túi đấy, nếu tôi được ở trong túi từ trước, thì đã đột nhiên đâm hết ra ngoài rồi, há chỉ lộ có cái mũi nhọn mà thôi ư. Bình Nguyên Quân nghe nói lấy làm lạ, bèn cho Mao Toại sung vào số 20 người, rồi từ biệt vua Triệu đi sang sở, vào ý kiến Xuân Thân Quân Hoàng Yết. Hoàng Yết vốn có giao du với Bình Nguyên Quân, bèn truyền tâu lên vua sở. Sáng hôm sau vào triều, vua sở cùng Bình Nguyên Quân ngồi trên điện, Mao Toại cùng 19 người đều đứng ở dưới. Bình Nguyên Quân thông thả nói đến việc hợp tung chống Tần. Vua sở nói, xướng ra ước hợp tung đầu tiên là Triệu, sau nghe lời Trương Nghi du thuyết, tung ước bèn giải. Đầu tiên Hoài Vương làm tung ước trưởng thì đánh Tần không được, rồi đến Tề Mân Vương lại làm tung ước trưởng thì chư hầu đều bỏ. Đến nay các nước đều lấy việc hợp tung làm kiêng, việc ấy như đóng cát, dễ hợp mà dễ tan. Bình Nguyên Quân nói, từ Tô Tần xướng ra nghị hợp tung, 6 nước kết làm anh em, trong 15 năm quân Tần không dám ra khỏi Hàm Cốc. Về sau Tề Ngụy bị Công Tôn Diễn lừa, muốn cùng đánh Triệu, Hoài Vương bị Trương Nghi lừa, muốn cùng đánh Tề, cho nên tung ước mới tan dần. Nếu 3 nước ấy cứ giữ chặt lời thề ở Hằng Thủy, không để cho Tần lừa, thì Tần làm gì được? Tề Môn Vương tiến là hợp tung, thật muốn kim tính, cho nên chư hầu mới bỏ, nào có phải là hợp tung không hay? Vua sở nói, cái thế ngày nay Tần mạnh mà các nước đều yếu, chỉ có thể nước nào lo giữ nước ấy, còn giúp nhau sao được? Bình Nguyên Quân nói, Tần dẫu mạnh nhưng chia sức mà đánh 6 nước thì không đủ, 6 nước dẫu yếu nhưng hợp sức lại mà chống Tần thì có thừa. Nếu nước nào giữ nước ấy, không cứu nhau, thì một mạnh một yếu được thua đã rõ, e rằng quân Tần sẽ cứ lần lượt mà đánh dần vậy. Vua sở nói, quân Tần mới đánh một trận mà đã lấy được 17 thành thượng đảng, chôn hơn 40 vạn quân Triệu, hợp cả 2 nước hàng triệu, không thể địch được một võ an quân. Nay lại tiến bước Hàm Đan, nước sở ở nơi xa xôi hiểu lánh thì làm thế nào được? Bình Nguyên Quân nói, vua nước tôi dùng làm phải viên tướng bất tài, nên mới có trận thua ở Trường Bình. Nay 20 vạn quân Tần đóng ở dưới thành Hàm Đan, trước sau đã hơn 1 năm mà không làm gì được Triệu. Vậy nếu có quân cứu viện thì quân Tần sẽ phải tan ngay. Vua sở nói, Tần mới thông hiếu với sở, nay ngài muốn quả nhân hợp tung cứu Triệu. Tần tất giận lây đến sở, như vậy là sở sẽ phải thay Triệu mà chịu oán. Bình Nguyên Quân nói, Tần mà thông hiếu với sở là muốn chuyện đánh Hàn Triệu Ngụy. 3 nước ấy đã mất, thì sở còn đứng sao được? Vua sở vẫn có lòng sợ Tần, dùng dàn chưa quyết. Mao Toại đứng dưới thềm, xem bóng mặt trời đã đúng trưa, bèn cắp gươm, bước từng bậc mà lên điện, bảo Bình Nguyên Quân rằng, việc hợp tung lợi hay hại chỉ nói 2 tiếng là xong, hôm nay vào triều từ sáng sớm, nói đi nói lại đã nửa ngày mà chưa xong là cớ làm sao? Vua sở giận hỏi rằng, kẻ kia là người nào? Bình Nguyên Quân nói, đó là người khách của tôi tên là Mao Toại. Vua sở nói, quả nhân cùng chủ ngươi bàn việc, sao ngươi lại được nói chen vào? Nói rồi thét bảo xuống, nhưng Mao Toại lại đi lên mấy bước nữa, vỗ gươm mà nói rằng, hợp tung là việc lớn thiên hạ, ai nấy đều được bàn, chủ tôi ngồi đấy, sao lại mắng tôi? Vua sở mặt hơi dịu, nói rằng, khách có điều gì muốn nói? Mao Toại nói, đất sở có hơn 5.000 dặm, từ Vũ Văn Xưng Vương đến nay, vẫn hùng cứ trong thiên hạ, làm chủ các nước đồng minh. Người Tần bỗng đâu quật khởi, nhiều lần đánh được quân sở.
Hoài Vương bị tù mà chết. Bạch Khởi là thằng trẻ con, chỉ đánh một vài trận mà sở mất hai thành Yên Sính, bị bức phải Thiên Đô. Đó là cái thù trăm đời, đến đứa trẻ cũng còn biết xấu hổ. Vậy mà Đại Vương lại không nghĩ đến Ru. Cái nghị hợp tung ngày nay là vì Sở chứ không phải vì Triệu. Vua Sở nghe nói liền vân vân luôn mấy tiếng. Mao Toại nói, thế ý Đại Vương đã quyết chưa? Vua Sở nói, ý quả nhân đã quyết rồi. Mao Toại bèn gọi Tả Hữu bưng chậu huyết đến, quỳ dâng trước mặt vua Sở, nói rằng, Đại Vương làm tung ước trưởng nên quệt trước thứ đến chủ tôi, rồi thứ nữa đến Toại này. Thế là tung ước định xong, Mao Toại tay Tả cầm chậu máu, tay Hữu vẫy 19 người đến bảo rằng, các ông nên cùng quệt máu ở dưới thềm. Vua Sở đã bằng lòng hợp tung, liền sai Xuân Thân Quân mang 8 vạn quân sang cứu Triệu. Bình Nguyên Quân trở về nước, nói rằng, 3 tấc lưỡi của Mao Tiên Sinh mạnh hơn 100 vạn quân, thắng này xem xét người đã nhiều, chỉ riêng có Mao Tiên Sinh suýt nữa thì thắng này không biết đến. Từ nay thắng này không dám xem tướng kẻ sĩ trong thiên hạ nữa. Từ đó, đưa Mao Toại lên làm thượng khách. Bấy giờ vua Ngụy cũng sai đại tướng là Tấn Bỉ đem 10 vạn quân đi cứu Triệu. Vua Tần nghe chư hầu đều đem quân đến cứu, bèn thân đến Hàm Đan đốc chiến, rồi sai người bảo vua Ngụy rằng, Tần sắp hạ Hàm Đan đến nơi, chư hầu nước nào dám cứu Triệu, Tần sẽ mang quân đến đánh nước ấy trước. Vua Ngụy cả sợ, sai sứ đuổi theo kịp quân Tấn Bỉ, bảo chớ tiến nữa. Tấn Bỉ bèn đóng quân ở Nghiệp Hạ. Xuân Thân Quân cũng đóng quân lại ở Vũ Quan, chỉ trông chờ mà không tiến. Lại nói vương tôn nước Tần tên là Dĩ Nhân. Từ sau khi Tần Triệu hội ở Thằng Tri, sang làm con tin ở Triệu. Dĩ Nhân là con thứ An Quốc Quân. An Quốc Quân có tên tự là Tử Hề, là thái tử của Chiêu Tương Vương. An Quốc Quân có hơn 20 người con trai, đều là con các nạn hầu, không phải con đích. Sở Phi gọi là Hoa Dương Phu Nhân, là người được yêu nhất nhưng lại chưa có con trai. Mẹ Dĩ Nhân là Hạ Cơ, không được yêu lại chết sớm, cho nên Dĩ Nhân làm con tin ở Triệu. Vua Triệu giận lây đến con tin, muốn giết Dĩ Nhân. Bình Nguyên Quân can vua, vua Triệu bèn an trí Dĩ Nhân ở Tùng Đài, ra vào canh giữ, lại rút bớt lương đi. Dĩ Nhân suốt ngày uất ức không biết làm thế nào. Bấy giờ có người ở Dương Lịch, họ Lã tên Bất Vi, cha con đều làm lái buôn, vẫn đi lại các nước, mua rẻ bán đắt nên có vốn to. Khi đến Hàm Đan gặp Dĩ Nhân ở giữa đường, thấy Dĩ Nhân mặt trắng môi đỏ, dẫu trong lúc phong trần mà vẫn có vẻ tôn quý, bèn lấy làm lạ, hỏi người bên cạnh xem là ai. Người kia đáp là con trai An Quốc Quân nước Tần sang Triệu làm con tin. Vì quân Tần hay đến đánh Triệu, nên vua Triệu suýt đem giết đi. Nay dù khỏi chết, nhưng bị đày ở Tùng Đài, cấp dụng không đủ, nên lại càng khổ lắm. Bất Vi nghe nói nghĩ thầm, đó là một món hàng buôn có lợi to. Bèn về hỏi cha rằng, cày ruộng lợi gấp mấy? Người cha nói, lợi gấp 10. Lại hỏi, buôn châu ngọc lợi gấp mấy? Lợi gấp 100. Lại hỏi, nếu giúp cho một người được lên làm vua thống trị Sơn Hà, thì lợi gấp mấy? Người cha cười nói rằng, làm sao giúp cho một người làm vua được, nếu giúp được thì lợi đến gấp nghìn gấp muôn, biết thế nào mà tính? Lã Bất Vi liền đem 100 nén vàng kết giao với Công Tôn Kiên, là người vua Triệu sai giám sát Dĩ Nhân, đi lại dần dần, rồi được tiếp kiến Dĩ Nhân, giả cách không biết là ai, hỏi lai lịch. Công Tôn Kiên nói thật cho biết. Một hôm Công Tôn Kiên đặt tiệc rượu mời Bất Vi. Bất Vi nói, trong tiệc chẳng có người khách nào khác, có Dương Tôn nước Tần ở đây, sao chẳng mời đến cùng uống rượu cho vui. Công Tôn Kiên nghe lời, liền cho mời Dĩ Nhân đến tiếp Bất Vi, cùng ngồi xuống. Tiệc đến giữa chừng, Công Tôn Kiên đứng dậy đi ra nhà xí. Bất Vi hỏi thầm Dĩ Nhân rằng, vua Tần nay đã già, thái tử yêu nhất Hoa Dương phu nhân, nhưng phu nhân lại không con. Anh em điện hạ có hơn 20 người mà chưa có ai được yêu lắm.
Điện hạ sao không nhân lúc này xin về nước Tần, thờ Hoa Dương phu nhân xin làm con, mai sau sẽ có hy vọng được làm thái tử. Dị nhân ứa nước mắt nói rằng, tôi khi nào dám mong điều đó, nhưng mỗi khi nói đến nước cũ, lòng như dao cắt, chỉ giận chưa có kế gì thoát thân được mà thôi. Bất Vi nói, nhà tôi dẫu nghèo, xin đem 1000 vàng, vì điện hạ sang Tần nói với thái tử và phu nhân để cứu điện hạ về nước, ý điện hạ nghĩ thế nào? Dị nhân nói, nếu được như lời ngài nói, thì mai sau được phú quý, xin cùng ngài hưởng chung. Nói vừa xong thì Công Tôn Kiên vào, hỏi rằng, Lã Quân nói chuyện gì thế? Bất Vi nói, tôi hỏi thăm Vương Tôn về giá ngọc ở nước Tần, Vương Tôn từ chối nói là không biết. Công Tôn Kiên không ngờ lại sai rót rượu uống, đến lúc thật vui say mới tan. Từ đó Bất Vi thời thường đi lại với dị nhân, một mặt đưa cho dị nhân 500 lạng vàng, dặn nên mua chuộc những người tả hữu và tiếp đãi tân khách. Người nhà Công Tôn Kiên đã được dị nhân cho tiền, đều coi dị nhân như người một nhà, không còn nghi kỵ gì nữa. Lã Bất Vi lại đem 500 vàng mua các đồ quý, từ biệt Công Tôn Kiên đi sang Hàm Dương. Dò biết Hoa Dương phu nhân có người chị gái cũng lấy chồng ở Tần, bèn trước hết mua chuộc người nhà, nhờ vào nói với bà chị rằng Vương Tôn dị nhân ở Triệu, lúc nào cũng tưởng nhớ thái tử và phu nhân, có lễ đưa về kính biếu, nhờ Bất Vi chuyển giúp, còn chút lễ mọn này là riêng để kính dâng bà. Rồi đưa ra một cái tráp đựng nhiều món vàng ngọc nhờ dâng lên. Bà chị mừng quá tự ra nhà ngoài để tiếp khách, bảo Lã Bất Vi rằng, Vương Tôn thật là có lòng tốt nhưng cũng làm phiền quý khách phải đi xa, ngày nay Vương Tôn ở Triệu có còn nhớ đến nước cũ không? Bất Vi nói, nhà tôi ở đối diện với công quán của Vương Tôn, có việc gì Vương Tôn vẫn nói chuyện với tôi nên tôi biết rõ tâm sự. Vương Tôn ngày đêm lúc nào cũng tưởng nhớ thái tử và phu nhân, nói từ bé mồ côi mẹ, phu nhân tức là đích mẫu, muốn về nước phụng dưỡng để hết đạo hiếu. Bà chị hỏi, Vương Tôn bấy lâu có được bình yên không? Bất Vi nói, vì Tần cứ đến đánh Triệu luôn, nên vua Triệu thường muốn đem Vương Tôn ra chém, nay mai được thần dân hợp sức bảo tấu nên mới còn sống, vì thế nên lại càng nóng nảy mong về. Bà chị hỏi, thần dân Triệu vì cớ gì lại chịu bảo tấu cho Vương Tôn? Bất Vi nói, Vương Tôn là người hiền hiếu, mỗi khi gặp sinh nhật của vua Tần, thái tử và phu nhân, và các ngài nguyên đáng sóc giọng, đều tắm gội chai sạch, đốt hương trong về phía Tây mà bái chúc. Người Triệu không ai là không biết. Giả lại Vương Tôn hiếu học, trọng hiền, giao kết khắp bậc hiền sĩ các nước. Thiên hạ đều khen là người hiền hiếu, vì thế thần dân nước Triệu mới bảo tấu cho. Bất Vi nói xong, lại lấy mấy món đồ quý giá đáng chừng 500 vàng, dâng lên nói rằng, Vương Tôn vì không thể về chầu hầu thái tử và phu nhân được, nên có lễ mọn này để tỏ lòng hiếu thuận, dám phiền vương thân chuyển đệ cho. Bà chị sai người nhà làm cơm rượu đãi Lã Bất Vi, rồi đi ngay vào nói chuyện với Hoa Dương phu nhân. Phu nhân thấy các đồ quý, cho là Vương Tôn thật có lòng yêu mình, trong lòng mừng lắm. Bà chỉ về nói chuyện cho Bất Vi biết. Bất Vi giả cách hỏi rằng, phu nhân có mấy người con? Bà chỉ đáp là chẳng được người con trai nào. Bất Vi nói, tôi nghe đem sắc đẹp thờ người, hễ sắc suy thì tình yêu cũng hết. Nay phu nhân được thái tử rất yêu mà không có con, thì nên nhân lúc này chọn trong các con chồng, người nào hiền hiếu lấy làm con mình. Mai sau người con ấy được lên làm vua, thế lực phu nhân há chẳng càng được vững vàng lắm ru. Nếu không thì sau này sắc đẹp đã kém, lòng yêu chẳng còn, có hối cũng không kịp nữa. Nay dị nhân là người hiền hiếu, lại hết lòng yêu quý phu nhân. Nếu phu nhân cất nhắc lên làm đích tử, như vậy sẽ được tôn quý đời đời ở nước Tần này. Bà chị lại đem lời nói ấy vào nói với Hoa Dương phu nhân. Phu nhân cho lời Bất Vi nói là phải. Nhưng một đêm cùng An Quốc Quân uống rượu đang vui, bỗng ứa nước mắt. Thái tử lấy làm lạ hỏi cớ gì, phu nhân nói, thiếp nay được sung vào hậu cung, chẳng may không con,
Thiếp xem trong các con của thái tử, chỉ có Dĩ Nhân là người hiền đức. Tân khách chư hầu đi lại, ai nấy đều khen. Nếu được Dĩ Nhân làm con kế tự, thì thân thiếp sau này có chỗ cậy nhờ. Thái tử bằng lòng cho. Phu nhân nói, thái tử hôm nay ưng cho thiếp điều ấy, ngày mai lại nghe lời một cung nhân nào khác, rồi quên đi thì sao? Thái tử nói, nếu phu nhân không tin, xin khắc thẻ làm chứng. Nói đoạn bèn lấy một cái thẻ khắc bốn chữ, đích tử Dĩ Nhân, rồi đem chẻ đôi, mỗi người giữ một nửa để làm tin. Phu nhân nói, thái tử đương ở Triệu, làm thế nào mà đem về được? Thái tử nói, để ta sẽ nhân dịp nào đó mà nói với vua cho. Bấy giờ vua Tần đang giận Triệu, thái tử nói việc ấy nhưng vua Tần không nghe. Bất Vi biết em trai vương hậu là Dương Toàn Quân đang được vua yêu, lại đút lót các người môn hạ cầu vào ý kiến Dương Toàn Quân, nói rằng, tội ngài đến chết ngài có biết không? Dương Toàn Quân cả sợ nói rằng, tôi có tội gì? Bất Vi nói, môn hạ của ngài ai cũng đều ở ngôi cao, bổng lộc nhiều, hầu non vợ đẹp, mà môn hạ của thái tử thì không ai có quyền thế cả. Đại vương ngày nay tuổi đã già, một mai mất đi, thái tử lên nối ngôi, bọn môn hạ của thái tử tất quán ngài lắm, nguy cơ của ngài đã đến sau lưng rồi đó. Dương Toàn Quân nói, bây giờ biết làm thế nào? Bất Vi nói, tôi có kế này có thể khiến ngài thọ được 100 tuổi, vững vàng như Thái Sơn, ngài có muốn nghe không? Dương Toàn Quân quỳ xuống hỏi kế. Bất Vi nói, đại vương tuổi đã già mà thái tử lại không có con đích. Nay vương tôn Dĩ Nhân có tiếng là người hiền hiếu mà lại bị bỏ ở nước Triệu, ngày đêm mong mỏi được về. Nếu ngài xin được vương hậu nói với vua Tần cho đón Dĩ Nhân về, khiến thái tử lập làm đích tử. Như vậy Dĩ Nhân không nước mà có nước, Hoa Dương phu nhân không con mà có con. Thái tử và vương tôn đều cảm ơn vương hậu đời đời. Tước vị của ngài có thể giữ vững được. Dương Toàn Quân sụp lại xin theo như lời, rồi đem lời Bất Vi nói với vương hậu. Vương hậu nói với vua Tần. Vua Tần nói, đợi người Triệu xin quà, ta sẽ đón Dĩ Nhân về nước. Thái tử cho Triệu Bất Vi vào hỏi rằng, ta muốn đón Dĩ Nhân về nước, phụ vương chưa chuẩn cho, tiên sinh có diệu kế gì không? Bất Vi dập đầu nói rằng, nếu thái tử quả định lập vương tôn làm kế tự, thì tiểu nhân chẳng dám tiếc gia sản nghìn vàng, đút lót cho các nhà quyền thế nước Triệu, tất có thể mang Dĩ Nhân về được. Thái tử và phu nhân đều cảm mừng, đem 200 lạng vàng giao cho Lã Bất Vi, nhờ chuyển giao cho Dĩ Nhân để chi tiêu về việc kết khách. Vương hậu cũng lấy 100 lạng vàng giao cho Bất Vi. Phu nhân lại sắm cho Dĩ Nhân một hòm quần áo và tặng riêng Bất Vi 100 lạng vàng, phong sẵn cho Bất Vi làm thái phó của Dĩ Nhân. Dặn nói cho Dĩ Nhân biết chẳng mấy ngày nữa sẽ gặp nhau, chớ nên lo nghĩ. Bất Vi từ biệt ra về. Đến Hàm Đan, trước hết nói cho cha biết người cha cả mừng. Hôm sau mang lễ vào ý kiến Công Tôn Kiên, rồi vào chào Dĩ Nhân, đem lời nói của Dương Hậu, Thái Tử và Phu Nhân nói hết cho nghe, lại đem 500 lạng vàng và hòm quần áo giao lại cho Dĩ Nhân. Dĩ Nhân cả mừng nói rằng, hòm quần áo tôi xin nhận, còn số vàng tiên sinh cứ cầm lấy, nếu có việc gì dùng đến xin tùy ý tiên sinh. Cốt làm sao cứu được tôi về nước, tôi xin cảm ơn vô cùng. Lại nói Lã Bất Vi có lấy một người gái đẹp ở Hàm Đan, tên là Triệu Cơ, giỏi đàn hát và múa. Biết là ả đã có mang được 2 tháng. Bất Vi nghĩ rằng Dĩ Nhân về nước, tất số phận được nối ngôi vua. Nếu đem ả này dâng cho hắn, mai mà sinh được con trai, đó tức là hòn máu của mình. Đứa con trai ấy mà lên làm vua, thì thiên hạ của nhà họ Doanh sẽ về họ Lã. Như vậy cái việc mình phá của nhà đi để làm đây mới không uổng. Kế ấy đã định rồi, bèn mời Dĩ Nhân và Công Tôn Kiên đến nhà uống rượu. Bàn tiệc đủ các đồ ngon vật lạ, và có đàn hát làm vui. Rượu đến nửa chừng, Bất Vi nói, Bỉ Nhân mới lấy được đứa hầu non có biết hát múa, muốn cho nó ra mời rượu, xin các ngài chớ hiềm là đường đột. Nói xong,
sai hai con hầu vào gọi Triệu Cơ ra. Bất Vi nói, nàng nên vái chào hai vị quý nhân đây. Triệu Cơ thoăn thoắt gót sen đứng trên thảm nhung cúi đầu hai lần. Dị Nhân và Công Tôn Kiên vội vàng đáp lễ lại. Bất Vi sai Triệu Cơ tay nâng chén vàng mời Dị Nhân. Dị Nhân ngửa mặt nhìn Triệu Cơ, thấy rõ ràng là một vị gia nhân, mày ngài mắt phượng, da tuyết tóc mây, cái vẻ mỹ lệ yêu kiều không bút mực nào tả hết cho được. Triệu Cơ mời rượu xong, liền sóng tay áo đứng trên thảm nhung mà múa, chân tay mềm mại, điệu bộ dịu dàng, làm cho Công Tôn Kiên và Dị Nhân hoa mắt mê lòng, thần hồn điên đảo, cùng nhau khen ngợi mãi không thôi. Triệu Cơ múa xong, Bức Vi lại sai rót chén lớn dâng mời. Hai người đều uống một hơi hết ngay. Triệu Cơ mời rượu xong trở vào trong nhà, chủ khách lại cùng nhau thù tạc rất vui. Công Tôn Kiên sai quá nằm lăn ra. Dị Nhân trong lòng nghĩ đến Triệu Cơ, mượn rượu giả sai, nói với Bất Vi rằng, nghĩ như tôi một mình chơ vơ ở đất khách, quạnh hiu vắng vẻ, vậy muốn xin ngài cho tôi người nàng hầu ấy làm vợ, để được thỏa lòng ước ao, không rõ thân giá bao nhiêu xin ngài dạy cho, tôi xin kính nộp. Bất Vi giả cách giận mà nói rằng, tôi lấy lòng tốt mời điện hạ đến dự tiệc, đem thê thiếp ra mời để tỏ ý kính mến, nay điện hạ lại muốn cướp người yêu của tôi, còn ra nghĩa lý gì? Dị Nhân hổ thẹn quá liền quỳ xuống nói rằng, tôi vì ở nơi đất khách buồn bã nghĩ lầm ra thế đó, cũng là lời nói rồ dại trong khi say rượu, xin ngài rộng lòng tha thứ cho. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Lã Bất Vi vội vàng đỡ dậy nói rằng, tôi mưu tính đường về cho điện hạ, cái gia sản nghìn vàng phá hết còn không tiếc, lẽ nào tôi lại tiếc một đứa con gái làm gì? Nhưng con bé ấy còn ít tuổi lại hay thẹn, sợ nó không nghe. Nếu nó bằng lòng, tôi xin kính dâng điện hạ để làm kẻ sửa túi nâng khăn. Dị Nhân lại hai lại tạ ơn, rồi đợi Công Tôn Kiên tỉnh rượu cùng lên xe trở về. Đêm ấy Bất Vi bảo Triệu Cơ rằng, Vương Tôn nước Tần có lòng yêu nàng lắm, xin lấy nàng làm vợ, ý nàng thế nào? Triệu Cơ nói, thiếp đã đem thân thờ chàng, giả lại đã có thai, nỡ nào chàng lại bỏ, bắt phải thờ người khác. Bất Vi mật bảo rằng, nàng lấy tôi suốt đời chẳng qua chỉ là vợ một anh lái buôn, vị Vương Tôn ấy sau này sẽ có phận được làm vua Tần. Nàng mà được yêu, tất làm vương hậu. Mai ra sinh con, tức là thái tử, thì tôi với nàng sẽ là cha mẹ vua Tần, đều được phú quý vô cùng. Vậy nàng nên nghĩ tình vợ chồng, nén lòng theo kế tôi, chớ nên tiết lộ. Triệu Cơ nói, việc chàng mưu tính là việc lớn, thiếp cũng xin theo, nhưng mối tình ân ái vợ chồng, lòng nào mà nỡ dứt cho đặng. Nói xong ứa nước mắt khóc. Bất Vi an ủi rằng, nếu nàng không quên chút tình cũ, thì mai sau chiếm được thiên hạ nhà Tần, ta vẫn làm vợ chồng không bao giờ rời nhau, há chẳng hay lắm ru. Hai người bèn chỉ trời mà thề với nhau, rồi cùng đi ngủ, mối tình ân ái lại mặn nồng hơn những đêm xưa. Hôm sau Bất Vi đến công quán bảo Dị Nhân rằng, đội ân điện hạ không hiềm đứa tiểu thiếp quê mùa, dùng làm kẻ hầu khăn lược, tôi phải dỗ mãi nó mới nghe, hôm nay tốt ngày, xin đưa đến ngự sở để hầu hạ. Dị Nhân nói, tấm lòng cao nghĩa của tiên sinh, tôi dù nát xương cũng không thể báo đền. Công Tôn Kiên nói, đã có cái lương duyên ấy, tôi xin đứng ra làm mối. Bèn sai người nhà làm tiệc mừng. Bất Vi từ tạ về, đến chiều dùng xe đưa Triệu Cơ đến cùng Dị Nhân thành thân. Dị Nhân lấy được Triệu Cơ như cá gặp nước, yêu mến lạ thường. Được hơn một tháng, Triệu Cơ nói với Dị Nhân rằng, thiếp hầu được hầu điện hạ, trời cho nay đã có thai rồi. Dị Nhân không biết chuyện, ngỡ là giọt máu của mình, vui mừng khôn xiết. Triệu Cơ đã có mang 2 tháng rồi mới lấy Dị Nhân, sau đó 8 tháng thì vừa được 10 tháng. Đáng lẽ đến kỳ sinh nở thì phải, vậy mà vẫn không thấy chuyển động. Có lẽ trời sinh ra một vị chân mệnh đế vương, không giống người thường, nên mãi đến lúc 12 tháng mới sinh một đứa con trai. Khi sinh ra có ánh sáng đỏ rực nhà, trăm thứ chim bay đến lượn múa.
Đứa bé mũi to, mắt dài, trán rộng, mỗi mắt có hai con ngươi, trong miệng đã có vài cái răng, khóc rất to, đi ngoài đường cũng nghe tiếng. Dị nhân cảm mừng nói rằng, ta nghe các chân chúa sinh ra tất có điềm lạ, thằng bé này cốt tướng khác thường, lại đẻ vào ngày mùng 1 tháng Giêng, ngày sau tất cầm quyền ngự trị thiên hạ. Bèn dùng họ Triệu Cơ gọi là Triệu Chính. Về sau Chính nối ngôi làm vua Tần, kim tính sáu nước, tức là Tần Thủy Hoàng. Lã Bất Vi nghe tin Triệu Cơ sinh con trai, trong lòng mừng thầm rằng mưu kế của mình đã có kết quả. Năm Triệu Chính đã lên 3 tuổi, quân Tần lại vây đánh thành Hàm Đan rất gấp. Bất Vi bảo dị nhân rằng, vua Triệu nếu lại giận lây đến Điện Hạ thì làm thế nào, chi bằng Điện Hạ phải trốn về Tần mới có thể thoát được. Dị nhân nói, việc này đều nhờ tiên sinh trù tính giúp. Lã Bất Vi bỏ ra 600 cân vàng, lấy 300 đút lót các quân tướng giữ thành ở cửa Nam, nói rằng, tôi từ Dương Dịch đem cả nhà đến đây buôn bán, không may gặp quân Tần kéo đến vây thành lâu ngày quá. Tôi nhớ nhà lắm, nên đem hết vốn chia cả cho các ngài. Chỉ xin rộng lòng thả cho cả nhà tôi ra khỏi thành để về Dương Dịch, thì tôi và toàn gia được đội ơn vô cùng. Các quân tướng giữ cửa thành bằng lòng cho, lại đem 100 cân vàng dâng Công Tôn Kiên, tỏ ý muốn trở về Dương Dịch, nhờ Công Tôn Kiên nói với tướng giữ cửa Nam Hộ. Nói lót đã êm cả rồi, Bất Vi bèn bảo dị nhân đem con Triệu Cơ mật gửi ở nhà người mẹ. Hôm ấy Bất Vi làm rượu mời Công Tôn Kiên, nói rằng, chỉ trong 3 ngày nữa tôi sẽ ra khỏi thành, gọi là có chén rượu để từ biệt. Khi uống rượu, Bất Vi cố ép để cho Công Tôn Kiên uống thật say. Các người tả hữu và quân lính đều được đãi nhiều rượu thịt, ăn uống tha hồ no say, rồi ai nấy đều đi nghỉ. Đến nửa đêm, dị nhân cải trang lần vào trong đám đầy tớ, theo cha con Bất Vi đi ra cửa Nam. Tướng giữ thành không biết thật giả, mở khóa để cho cả bọn ra khỏi cửa thành. Đại doanh Vương Hạc vốn ở ngoài cửa Tây, vì cửa Nam là đường lớn đi về Dương Dịch. Bất Vi đã nói là đi về làng, cho nên phải đi ra cửa Nam. 3 người cùng bọn đầy tớ luôn ban đêm ra đi, ngoặt một vòng dài đi về hướng quân Tần. Đến lúc trời sáng, bị quân Tần đi tuần bắt được. Bất Vi chỉ vào dị nhân nói rằng, đây là vương tôn nước Tần, bấy lâu làm con tin ở Triệu, nay trốn ra khỏi Hàm Đan để về nước đó, các ngươi nên mau mau dẫn đường. Bọn lính tuần nhường ngựa cho 3 người cưỡi, dẫn đến đại dinh Vương Hạc. Vương Hạc biết rõ lai lịch rồi cho mời vào, lấy mũ áo cho dị nhân thai, đặt tiệc khoản đãi. Vương Hạc nói, đại vương thân đến đây đốc chiến, hành cung ở cách đây không đầy 10 dặm. Tiệc xong, Vương Hạc sai lấy xe ngựa đưa dị nhân đến hành cung. Vua Tần thấy dị nhân mừng quá nói rằng, thái tử ngày đêm nhớ cháu, nay trời xui cháu ta được thoát khỏi miệng hùm, vậy cháu nên về Hàm Dương trước để cho cha mẹ cháu mừng. Dị nhân từ biệt vua Tần cùng cha con Bất Vi lên xe về Hàm Dương.